Năm cuối thần võ, giang hồ quần hùng vì tranh đoạt ngôi vị võ lâm đệ nhất rơi vào hỗn chiến. Môn chủ Ngũ Nhạc Môn Hoắc Thanh Lưu bằng vào võ nghệ cao cường bình ổn phân tranh, triều đình đặc biệt ban thưởng thần võ lệnh hiệu lệnh giang hồ. Từ đó, Ngũ Nhạc Môn một bước trở thành môn phái lớn nhất giang hồ. Mà nay môn chủ Ngũ Nhạc Môn Hoắc Thanh Lưu đã lớn tuổi, chỉ sinh được duy nhất một cô con gái. Nhưng xưa nay chưa từng có nữ tử nào đặt chân lên giang hồ. Vì truyền thừa thần võ lệnh, Hoắc Thanh Lưu đặc biệt phát chiêu hiền lệnh. Trong lúc nhất thời, tam giáo ngũ động thập nhị môn, cao thủ bát đại môn phái trong võ lâm trung nguyên, hay những hiệp khách đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, hễ là người nhận được chiêu hiền lệnh đều tụ tập ở Ngũ Nhạc Môn, chỉ vì tranh đoạt vị trí trưởng môn Ngũ Nhạc Môn, giành được thần võ lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ. Trải qua một phen tranh đấu, cuối cùng cũng có người đứng ở đỉnh cao nhất. Mọi người nghị luận sôi nổi, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng vào lúc này, trên trời giáng xuống một vị hồng y thiếu nữ. Chỉ thấy cô che một chiếc ô đỏ, trong ánh mắt thán phục của mọi người đẩy người trên đỉnh xuống, ngạo nghễ đứng trong phong vân. Theo một tiếng kêu thảm thiết của người nọ, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, ầm ĩ tại sao lại là nữ nhân. Đối mặt với sự giễu cợt và khinh thường của mọi người, thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, tiện tay chỉ điểm mấy vị cao thủ lên chiến đấu. Kết quả những người này đều lần lượt bị đánh cho ngã xuống. Bọn họ tự biết không phải là đối thủ của thiếu nữ, đành phải nói ra lý do thoái thác giang hồ dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh nữ nhân. Hoắc Thanh Lưu thấy sự tình càng ngày càng không thể khống chế, liền đứng ra bình ổn trận tranh chấp này. Thì ra, thiếu nữ chính là con gái duy nhất của ông, tên Hoắc Tinh Thần. Ông nói với mọi người, Hoắc Tinh Thần đã tiếp chiêu hiền lệnh, theo lý nên trở thành tân trưởng môn của Ngũ Nhạc Môn. Chỉ là trên giang hồ nữ tử làm trưởng môn quả thật chưa từng nghe thấy, nhưng ông ngược lại đưa ra một biện pháp, công khai kén rể. Lời này vừa nói ra mọi người bàn tán xôn xao, mà Hoắc Tinh Thần càng nghĩ càng tức giận, kiên quyết nói mình sẽ không kết hôn. Mà thật tình không biết, trận tranh đoạt này vốn là vì cô mà thiết kế. Những giang hồ hào hiệp đến đây tỉ thí, nhiều người đều là diễn viên Hoắc Thanh Lưu mời tới, ông chỉ là vì tìm cớ để con gái thành thân. Vì thế, bảng kén rể của Ngũ Nhạc Môn rất nhanh liền truyền khắp giang hồ. Đám nam nhân nghe nói phải ở rể thì cảm thấy bị sỉ nhục, quyết không thỏa hiệp. Chỉ có thiếu chủ Vong Ưu Cốc Tưởng Bộ Đinh là cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn có vẻ rất tự tin. Lúc này Mộ gia thiếu chủ Mộ Băng Hà cũng xuất hiện, còn đem theo một xe ngựa xính lễ. Tưởng Bộ Đinh bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ, vốn định giành trước một bước xé bảng kén rể, nhưng bất đắc dĩ lại bị người hầu của Mộ Băng Hà kéo xuống khỏi xe lăn. Cứ như vậy hai người một người cưỡi ngựa, một người ngồi xe lăn, người tranh ta đuổi ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng Mộ Băng Hà ném ra mấy khối bạc vụn, giành trước Tưởng Bộ Đinh một bước. Lúc này, những nam nhân từng khịt mũi coi thường kén rể cũng nhao nhao đòi đi ứng cử. Buổi tối Hoắc Tinh Thần một mình suy nghĩ, nữ tử mạnh mẽ hơn nữa cũng phải dựa vào nam nhân hay sao? Cô nhớ tới thiếu niên che mặt X đại hiệp mình gặp lúc nhỏ, hắn từng nói với cô thân là nữ tử, càng nên dựa vào chính mình. Vừa nghĩ tới đây cô dường như hiểu ra, mình đã học được một thân võ nghệ, đương nhiên không thể ủy thân trở thành vợ của người khác. Cô phải dựa vào bản thân an thân lập mệnh, mà bước đầu tiên chính là phải thoát khỏi Ngũ Nhạc Môn. Nhưng con đường chạy trốn này thật gian nan, đầu tiên là bị các người hầu tìm mọi cách quấy nhiễu, lại bị cha lừa dối nói đã cho cô ăn bế công hoàn, cuối cùng còn bị nha hoàn và sư huynh bao vây chặn đường. Nhưng may mắn cô gặp Tưởng Bộ Đinh, lúc này mới thoát khỏi vòng vây trên chiếc xe lăn nhanh như chớp của anh. Cứ thế dưới sự cám dỗ của tiền tài, Tưởng Bộ Đinh đưa theo Hoắc Tinh Thần chạy như điên. Hoắc Tinh Thần vui mừng khôn xiết, nhưng tuyệt đối không ngờ Tưởng Bộ Đinh cuối cùng lại đưa cô về Ngũ Nhạc Môn. Điều này khiến cô vô cùng tức giận, cảnh cáo đừng để mình gặp lại anh, gặp lần nào là đánh lần đó. Mà Tưởng Bộ Đinh vốn muốn trà trộn vào Ngũ Nhạc Môn, cơ hội này vạn lần không thể bỏ lỡ. Vì thế anh ta giả bộ hộc máu, nói dối vừa rồi bị Hoắc Tinh Thần đấm mấy phát vào ngực bị thương rồi, cứ như vậy được đưa vào Ngũ Nhạc Môn dưỡng thương. Ban đêm đột nhiên có hiệp khách vô duyên vô cớ mất tích. Tưởng Bộ Đinh không khỏi suy đoán, Ngũ Nhạc Môn này nhất định có bí mật. Thật ra lần này anh đến đây chính là vì điều tra vụ án hiệp khách mất tích. Bên này, Hoắc Tinh Thần hao hết tâm tư nhưng vẫn trốn không thoát khỏi Ngũ Nhạc Môn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định nhờ Mộ Băng Hà giúp đỡ. Ai ngờ bức thư mà Mộ Băng Hà nhận được lại trở thành thư tình. Thì ra, thư xin giúp đỡ của Hoắc Tinh Thần đã bị Tưởng Bộ Đinh âm thầm chặn lại, chính là vì ngăn cản cô chạy trốn. Nhìn bầu trời đêm đen kịt, Hoắc Tinh Thần khẩn trương đi tới đi lui. Không biết qua bao lâu, thư hồi âm cuối cùng cũng được đưa tới. Cô háo hức mở thư ra, thấy được một câu trả lời thỏa mãn. Nhưng thật tình không biết, bức thư này là Tưởng Bộ Doanh đưa tới. Cứ như vậy dưới sự thiết kế của Tưởng Bộ Đinh, Mộ Băng Hà và Hoắc Tinh Thần bắt đầu một cuộc đối thoại hư hư thực thực. Trải qua mấy lần thi đấu kén rể, Mộ Băng Hà dựa vào năng lực vượt trội của bản thân, còn Tưởng Bộ Đinh thì dựa vào ân tình đưa Hoắc Tinh Thần trở về, hai người đồng thời được tiến vào trận chung kết. Cửa ải trận chung kết này chính là so võ nghệ. Không ngoài dự đoán, Mộ Băng Hà đứng đầu, thành công được chốt làm rể Ngũ Nhạc Môn. Nhân lúc tầm mắt mọi người đều ở chỗ thần võ lệnh, Tưởng Bộ Đinh nhanh chóng điều tra vụ án hiệp khách mất tích. Sau đó dưới sự chú ý của mọi người, Mộ Băng Hà tiến lên bái kiến nhạc phụ đại nhân, hứa hẹn mình nhất định sẽ bảo vệ Hoắc Tinh Thần thật tốt. Hoắc Tinh Thần vốn đang kích động vì nghĩ mình sắp được tự do, nghe vậy thì kinh ngạc tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Rõ ràng trong thư anh đã nói rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giành chiến thắng, rồi nhân cơ hội thỉnh cầu với cha cô sẽ đưa cô ra ngoài làm nữ hiệp, cùng nhau hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Tinh Thần rốt cục nghĩ thông suốt, tất cả đều là quỷ kế của Tưởng Bộ Đinh. Cô giận không kìm được, vốn muốn đi tìm anh tính sổ, nhưng lại bị cha ngăn lại để làm lễ truyền vị trưởng môn. Hoắc Tinh Thần trầm tư một lát, quyết định buông tay đánh cược một lần. Ngay sau đó liền xuyên qua đám đông bay lên mái hiên, nhưng không ngờ lại rơi ngay vào lòng Tưởng Bộ Đinh. Tưởng Bộ Đinh vốn định khởi động xe lăn đưa cô chạy đi, kết quả Mộ Băng Hà đã nhanh tay dùng kiếm khóa xe lăn của anh lại. Nhưng không ngờ Tưởng Bộ Đinh lại đột nhiên đứng lên, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn kéo tay cô chạy đi bỏ lại Mộ Băng Hà phía sau. Sau khi trốn thoát, Hoắc Tinh Thần giận dữ cáo từ kẻ từng bán đứng mình, nhưng lại bị anh giữ lại, còn bị đòi một khoản phí lớn. Cô không khỏi cười lạnh, quăng cho anh một quyển Trích Lục X Đại Hiệp, nhắc nhở người giang hồ đặt chữ nghĩa làm đầu, mấy thứ tiền bạc này chỉ như rác rưởi mà thôi. Đúng lúc này Mộ Băng Hà đuổi tới, Hoắc Tinh Thần nhanh tay lẹ mắt đẩy Tưởng Bộ Đinh ra ngoài rồi chạy đi. Tưởng Bộ Đinh giải thích với Mộ Băng Hà, nói Hoắc Tinh Thần không có ý gì với hắn cả, hai người sẽ không có kết quả gì đâu, chuyện hôm nay hoàn toàn chỉ là một hiểu lầm. Nhưng Mộ Băng Hà không muốn nghe anh nói nhảm, bởi vì hắn khẳng định mình và Hoắc Tinh Thần là thanh mai trúc mã, tuổi trẻ vô tư, nhất định sẽ ở bên nhau. Thấy Mộ Băng Hà tự tin như thế, còn lấy ra bức thư đêm đó, Tưởng Bộ Đinh nhịn không được bật cười, nói thẳng những bức thư này đều do mình viết. Mộ Băng Hà đương nhiên không tin, chất vấn anh làm thế nào chứng minh những thư này là anh viết. Tưởng Bộ Đinh không chút do dự đọc ra nội dung trong thư. Còn chưa đợi anh nói xong, Mộ Băng Hà tức giận cắt ngang lời nói, chỉ trích anh dụ dỗ Hoắc Tinh Thần bỏ nhà đi, tuyên bố Mộ gia từ nay về sau quyết không đội trời chung với anh. Trưởng môn tương lai của Ngũ Nhạc môn chạy trốn trước mắt bao người, những kẻ ngấp nghé thần võ lệnh liền tìm được lý do, nhao nhao tới cửa tạo áp lực với Hoắc Thanh Lưu, yêu cầu chọn lại con rể. Hoắc Thanh Lưu bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên tuyên bố treo thưởng tìm kiếm Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh, một bên hứa hẹn 3 ngày sau, Mộ Băng Hà chắc chắn sẽ đưa Hoắc Tinh Thần trở về thành hôn. Bên này, Hoắc Tinh Thần lại vô tình bắt gặp Mộ Băng Hà, chỉ có thể trốn sau lưng Tưởng Bộ Đinh. Tưởng Bộ Đinh bị cô uy hiếp, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộ Băng Hà. Nhưng Mộ Băng Hà mãi không hiểu ám chỉ, thậm chí còn trách đối phương trêu đùa mình. Đợi Mộ Băng Hà đi xa, Hoắc Tinh Thần chất vấn Tưởng Bộ Đinh vì sao phải ngăn cản mình bước chân vào giang hồ. Anh ngược lại nhắc nhở cô giang hồ hiểm ác, cô không thể ứng phó nổi đâu. Thấy Hoắc Tinh Thần không chịu từ bỏ, anh liền nghĩ ra một kế hoạch, muốn để cô biết khó mà lui. Hôm sau Hoắc Tinh Thần vừa mua một món đồ, xoay người không may đụng ngã một bà lão, phía sau còn có một cậu bé đi theo. Cô vội ngồi xuống hỏi thăm tình hình của đối phương, nhưng người qua đường bên cạnh lại nhắc nhở cô, bà lão này thường xuyên lừa người ở chỗ này, cô hỏi nhà bà lão ở đâu, định đưa bà ấy trở về. Nhưng bà lão lại quyết đoán cự tuyệt, chỉ muốn cô bồi thường tiền. Người qua đường thấy vậy, lại càng nói bà lão này muốn lừa người. Hoắc Tinh Thần có chút luống cuống, vẫn quyết định đem túi tiền bồi thường cho bà lão. Kết quả cô lại quên không chừa cho mình chút tiền nào, lúc đó chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn người ta ăn bánh. Đúng lúc này người bên cạnh đánh rơi nửa miếng bánh xuống đất, cô vốn định nhân cơ hội đối phương rời đi nhặt lên ăn. Ai ngờ Tưởng Bộ Đinh đột nhiên tìm đến, còn đặt mông ngồi trên miếng bánh đó. Anh nhắc tới chuyện vừa rồi, định mượn cơ hội khuyên cô mau về nhà. Nhưng Hoắc Tinh Thần lại nói mình đã nhận ra sự khác thường của bà lão và cậu bé từ lâu, nên mới giả vờ đưa họ về nhà. Quả nhiên, bà lão và những kẻ gian ác lừa bán trẻ em là một phe. Cô tương kế tự kế, trà trộn vào hang ổ của bọn họ, cứu những đứa trẻ bị nhốt kia, còn đem hết tiền trong túi chia cho họ. Lúc này nhìn Hoắc Tinh Thần không có hình tượng điên cuồng cắn bánh bao, Tưởng Bộ Đinh đột nhiên cảm thấy cả người cô tỏa ra hào quang. Biết được Tưởng Bộ Đinh đang điều tra vụ án hiệp khách mất tích, cô liền định ra tay hỗ trợ, lấy thân mạo hiểm làm mồi nhử. Nhưng Tưởng Bộ Doanh lại cảm thấy, hạng người như cô thật sự không cần phải mạo hiểm. Hoắc Tinh Thần không phục, muốn cùng anh quyết một phen thắng bại. Mưa bụi từng mảnh, gió nhẹ thổi lên lá trúc, Tưởng Bộ Đinh cầm một chiếc ô giấy dầu, miệng cắn hạt dưa, ngồi trên ghế thưởng thức một trận quyết đấu trước mắt. Tưởng Bộ Doanh và Hoắc Tinh Thần đều rất tự tin, nhất định phải phân cao thấp trong rừng mưa này. Sau mấy hiệp, Tưởng Bộ Doanh đột nhiên sững sờ tại chỗ, sau đó tâm sự nặng nề rời đi. Hoắc Tinh Thần rất vui mừng, cho rằng mình đã đánh thắng vị trí thứ 3 trên bảng giang hồ. Lại không biết thật ra Tưởng Bộ Doanh chỉ là bị sốc, anh đã trịnh trọng chuẩn bị cả một buổi chiều để quyết đấu, vậy mà lại phát hiện ra cô vốn không hề có nội lực. Thế mà cũng đòi xông pha giang hồ, mà Hoắc Tinh Thần lúc này tràn đầy tự tin, vô cùng đắc ý chiêu cáo thiên hạ, mời cao thủ đến ứng chiến. Tưởng Bộ Đinh trong lòng lo lắng, ở trên lầu nhìn chằm chằm cửa phòng Hoắc Tinh Thần, thế nhưng kết quả anh vẫn ngủ quên. Sáng hôm sau, anh bị tiếng kêu của tiểu nhị đánh thức, lại có một hiệp khách mất tích. Tưởng Bộ Đinh đứng bật dậy, vội vàng đi tìm tung tích của Hoắc Tinh Thần. Từ xa nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện với tiểu nhị, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó người áo đen lại đến. Mặc dù người bị bắt lần này vẫn không phải là cao thủ giang hồ Hoắc Tinh Thần, nhưng lại xui xẻo bị cô bắt gặp. Hoắc Tinh Thần vội vàng đuổi theo, thề phải bắt được hắn ta. Chỉ trong chốc lát người áo đen đã bị đánh ngã. Hoắc Tinh Thần dương dương đắc ý, không hề biết đây là kết quả Tưởng Bộ Đinh ở sau lưng hỗ trợ. Nhưng vào lúc này người áo đen đột nhiên đứng dậy, rắc loại bột gì đó vào mặt cô. Tưởng Bộ Đinh vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Hoắc Tinh Thần hít phải chất độc rơi vào ảo giác, lại nhầm Tưởng Bộ Đinh thành một con lừa, ôm chặt lấy anh không chịu buông tay. Đến khi Hoắc Tinh Thần tỉnh lại, thì thấy Tưởng Bộ Đinh quần áo xộc xệch ngồi bên giường, vành mắt thâm quầng hơn cả gấu trúc.
Anh thấy cô tỉnh lại ánh mắt ai oán, lên án cô làm bẩn sự trong trắng của mình, yêu cầu cô cưới mình về Ngũ Nhạc Môn. Hoắc Tinh Thần có chút xấu hổ, nhanh như chớp chạy mất hút. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hành động chối bỏ trách nhiệm của mình thật sự không phải của người giang hồ, liền quyết định chịu trách nhiệm đến cùng với Tưởng Bộ Đinh, trước tiên nạp anh làm tình nhân của mình. Mà Tưởng Bộ Đinh nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm tiểu sư muội Ngũ Nhạc Môn không làm, vì sao lại muốn ra ngoài lang bạt giang hồ. Vừa nói tới đây, trong mắt Hoắc Tinh Thần đột nhiên phát ra ánh sáng, suy nghĩ cũng quay về lúc nhỏ. Khi đó cô bị người ta bắt cóc, là một vị thiếu niên che mặt đã cứu cô. Hai người chỉ gặp mặt một lần, nhưng cô lại cảm thấy đối phương vô cùng đáng tin cậy. Thế nhưng Hoắc Tinh Thần chỉ biết thiếu niên kia tự xưng là X Đại Hiệp. Vì thế bắt đầu từ lúc đó, cô liền thề nhất định phải luyện tốt võ công, trở thành một cộng sự có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Sau đó Tưởng Bộ Doanh cầm bột phấn đi hỏi đại phu, nhưng bọn họ cũng không rõ bột phấn này là gì. Có hai vị đại phu sau khi ngửi bột phấn liền xuất hiện tình trạng giống Hoắc Tinh Thần như đúc. Sau đó Tưởng Bộ Đinh lại hỏi một vị dược sư đến từ Tây Vực, đối phương nói một vị thuốc trong bột phấn là thất diệp nhất chi hoa đến từ Tây Vực. Bởi vì loại thực vật này đối với điều kiện sinh trưởng yêu cầu rất nghiêm khắc, cho nên chỉ xuất hiện ở Tây Vực, khí hậu Trung Nguyên căn bản không trồng được. Tưởng Bộ Đinh cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã nghe qua cái tên này trong miệng sư phụ. Còn nhớ không lâu trước đây anh trở lại trong núi, tận mắt nhìn thấy sư phụ bị người ta bắt đi. Khi đó anh vốn muốn tiến lên ngăn lại, nhưng lại bị một loại khói đen mê hoặc. Đang nghĩ ngợi anh đột nhiên ho khan kịch liệt. Tưởng Bộ Doanh vô cùng thuần thục lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho ca ca uống vào. Viên thuốc nhỏ màu đỏ này chính là tục mệnh hoàn duy nhất sư phụ để lại cho Tưởng Bộ Đinh, nếu không tìm được sư phụ, sợ rằng anh ấy sẽ lành ít dữ nhiều. Từ khi quyết định chịu trách nhiệm với Tưởng Bộ Đinh, Hoắc Tinh Thần liền coi mình là trụ cột gia đình. Mà thân là trụ cột gia đình, cô đương nhiên phải chiếu cố tốt Tưởng Bộ Đinh. Vì thế cô liền chạy đến chợ, tính toán mua chút gì trở về, nhưng lại ngoài ý muốn bắt gặp có người đang bán vật phẩm của X Đại Hiệp. Cứ như thế, trách nhiệm của trụ cột gia đình kia liền bị cô vứt ra sau đầu, một lòng chỉ muốn đi theo bước chân của X Đại Hiệp, trở thành một thành viên của thần dược trại. Vì hoàn thành giấc mộng này, cô cam nguyện trở thành người quét rác của thần dược trại. Nghe nói X Đại Hiệp từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở chỗ này, cô làm việc càng thêm hăng hái. Đêm khuya, cô gái bên cạnh Hoắc Tinh Thần đột nhiên đứng dậy, thần thần bí bí đi ra ngoài. Hoắc Tinh Thần lặng lẽ đuổi theo, chỉ thấy có bốn người chuẩn bị khiêng mấy cỗ thi thể đi. Nhưng đột nhiên thi thể đó cử động, không những vậy còn gặm nhấm những người đến khiêng hắn. Hoắc Tinh Thần sợ hãi đến mức suýt hét lên, nhưng miệng lại đột nhiên bị người ta bịt lại. Cô quay người lại, phát hiện đối phương chính là thiếu niên che mặt. Ngũ Nhạc Môn bên này vì dụ ra hung thủ phía sau, cũng vì ngăn chặn miệng lưỡi giang hồ, Mộ Băng Hà liền để cho muội muội Mộ Giao Quang giả trang thành Hoắc Tinh Thần. Thế nhưng mấy người giang hồ vẫn còn nghi ngờ, tạo áp lực với Ngũ Nhạc Môn, yêu cầu nhanh chóng ấn định ngày cưới. Ngũ Nhạc Môn không còn cách nào, chỉ đành hứa hẹn 3 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Rất nhanh, thiệp cưới của Hoắc Tinh Thần và Mộ Băng Hà đã truyền khắp giang hồ. Tưởng Bộ Đinh cầm thiếp cưới âm thầm đau lòng, không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Mà người bí ẩn kia cũng cho rằng hôn thiếp này là thật, quyết định lặng lẽ theo dõi Hoắc Tinh Thần đang ở Ngũ Nhạc Môn. Hôm nay, Mộ Băng Hà cùng muội muội ra ngoài mua sắm, đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Mộ Giao Quang liền muốn đi vào xem một chút. Mộ Băng Hà trông chừng ở ngoài một tấc cũng không rời, trong lúc đó bị một nam nhân thần bí đụng phải. Thế nhưng anh không hề biết, đối phương chính là Hoắc Tinh Thần mà mình tìm khắp cả giang hồ cũng không thấy. Hồi lâu sau thấy Mộ Giao Quang còn chưa đi ra, Mộ Băng Hà liền luống cuống đi vào tìm, phát hiện muội muội quả nhiên đã bị bắt đi. Cùng lúc đó, Hoắc Tinh Thần một đường theo manh mối đuổi tới rừng trúc. Nhân lúc một tên trong đó đi ra ngoài, cô vội vàng lấy ra khói mê khiến tên còn lại mê muội. Thấy đối phương ngã xuống đất, Hoắc Tinh Thần cẩn thận tiến lên mở bao tải ra. Lúc này cô vẫn là bộ dáng nữ cải nam trang, Mộ Giao Quang được cứu ra vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy người này sao mà oai phong thế, tràn ngập khí phách đàn ông luôn. Hoắc Tinh Thần trong lúc nhất thời cũng không hiểu tại sao cô gái này lại nhìn mình với ánh mắt mê đắm như vậy. Tuy nhiên bây giờ tình hình khẩn cấp, cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội đỡ Mộ Giao Quang dậy rồi tự xưng là O Đại Hiệp, đem một phong thư giao cho đối phương, yêu cầu cô ấy nhanh chóng trở về Ngũ Nhạc Môn. Sau đó chính mình thì trốn vào trong bao tải, dự định bắt được hung thủ đứng sau. Thế nhưng ai ngờ hai tên áo đen kia bắt được người về, lại được chủ thượng thông báo đã bắt nhầm người. Vì thế trời xui đất khiến, bọn chúng đã tự tay thả Hoắc Tinh Thần chân chính ra. Hoắc Tinh Thần bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách trà trộn vào thần dược trại lần nữa. Vừa vặn thần dược trại lại bắt được vài nam nhân, thế là cô liền tự mình đội mũ trùm đầu lên trà trộn vào trong đó. Phòng giam tối tăm không ánh mặt trời, chỉ có một cái thìa gỗ. Hoắc Tinh Thần vốn định dùng thìa đào đường hầm, nhưng thìa kia thật sự không dùng được, chỉ chốc lát sau đã mài không còn lại bao nhiêu. Lúc này, trong một gian phòng giam khác truyền đến tiếng kêu ai oán. Người đó là Trần Cật, lúc này hắn đang đau khổ nhớ nhung người trong lòng Tiểu Ngọc. Hoắc Tinh Thần vốn tốt bụng, thấy Trần Cật khổ sở như vậy liền lên tiếng an ủi. Nhưng như vậy lại càng khiến hắn nghĩ tới Tiểu Ngọc của mình. Hai người đã hẹn gặp nhau ở rừng đào, vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể ở trong phòng giam giơ tay không thấy năm ngón này, bản thân cũng khó bảo toàn. Đêm khuya, sư phụ tiến vào trong mộng của Tưởng Bộ Đinh, khiến anh bất giác bật cười. Nhưng luôn có tiếng lạch cạch phát ra từ phòng giam bên cạnh, quấy nhiễu mộng đẹp của anh. Tưởng Bộ Đinh tức giận, đứng dậy cùng đối phương lý luận.
nhưng ai ngờ đối phương lại là Hoắc Tinh Thần. Ngay khi anh đang nghĩ ngợi, tiếng động đã thu hút sự chú ý của lính canh. Bọn chúng liền quyết định đưa kẻ làm ồn Hoắc Tinh Thần đến một nơi tốt hơn. Tưởng Bộ Đinh ở một bên nghe vậy lo lắng Hoắc Tinh Thần gặp nạn, liền chủ động thỉnh cầu muốn đến nơi đó. Thế nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn bắt Hoắc Tinh Thần đi. Cô bị người đưa tới một gian địa lao, so với phòng giam vừa rồi thì nơi này quả thực khủng bố dị thường. Người bị nhốt dương nanh múa vuốt, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hoắc Tinh Thần sợ tới mức liên tục kêu sợ hãi, vội vàng nghĩ cách mở cửa địa lao. Cô thật vất vả tìm được một cái cơ quan, nhưng không ngờ cửa không những không mở ra, mà ngược lại còn thả những dị nhân kia ra. Đợi Hoắc Tinh Thần kịp phản ứng, những dị nhân kia đã vây quanh cô. Hoắc Tinh Thần sợ tới mức cuộn mình trong góc, cảm giác được tuyệt vọng vô tận. Cô giống như con thú nhỏ rơi vào bẫy của thợ săn, lại giống như một con cá trong sa mạc. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được ánh sáng, tiếng ồn chung quanh cũng trong nháy mắt giống như biến mất hầu như không còn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Bộ Đinh cầm đuốc đi tới. Khoảnh khắc này, Hoắc Tinh Thần dường như gặp được anh hùng cái thế của mình. Dưới sự bảo vệ của anh, cô cuối cùng cũng có thể chạy thoát. Bên này Mộ Giao Quang đã bình an trở lại Ngũ Nhạc Môn, đem chân tướng sự tình nói cho Mộ Băng Hà. Cũng nói mình đã lén bôi Tầm Tung Hương lên tay người đã cứu mình. Vì thế Mộ Băng Hà liền theo Tầm Tung Điệp chạy tới thần dược trại. Sau khi đến địa lao, anh nghe được tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu truyền đến. Thanh âm đó cứ quanh quẩn trong địa lao, thật lâu cũng không thở nổi. Bên này Tưởng Bộ Đinh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Hoắc Tinh Thần. Đối mặt với sự tiếp cận đột ngột của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim đập loạn xạ, ánh mắt nhìn về phía anh có thêm vài phần ngưỡng mộ. Ngay giây sau, Tưởng Bộ Đinh đưa đầu tới gần bên tai Hoắc Tinh Thần, khiến cô sợ tới mức tim đập thình thịch. Anh chỉ ghé vào tai cô hỏi một câu vừa rồi ta có đẹp trai không? Cô đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi vì sao lại cảm thấy anh ấy đẹp trai bức người như thế? Tưởng Bộ Đinh trong lúc vô tình phát hiện trong địa lao có treo mấy tấm bảng tên, những cái tên này đều là hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Mà bên cạnh những bảng tên còn có rất nhiều hộp nhỏ. Anh tò mò mở hộp nhỏ của Trần Cật ra, phát hiện một viên ngọc bội viết chữ ngọc. Mà Hoắc Tinh Thần cũng dựa vào điểm này, lập tức nhận ra Tưởng Bộ Đinh chính là người trước đó cãi nhau với mình ở trong phòng giam. Trong lúc hai người xô đẩy, Tưởng Bộ Đinh lại có phát hiện mới, nơi này thậm chí có tượng gỗ mình điêu khắc cho sư phụ. Bức tượng gỗ này sư phụ luôn mang theo bên người chưa từng rời tay. Nếu nó đã ở chỗ này, vậy có thể xác định sư phụ cũng ở đây. Nhưng chuyện giải cứu sư phụ vạn phần hung hiểm, anh không muốn Hoắc Tinh Thần gặp nạn, liền nói dối bảo cô rời đi trước. Sau khi nhìn thấy cô đã đi xa, anh mới trở về địa lao, cầm một thanh kiếm thả những hiệp sĩ giang hồ bị giam giữ đi. Thủ lĩnh thần dược trại nhanh chóng phát hiện, lập tức ngăn Tưởng Bộ Đinh lại rồi thả dị nhân ra. Trần Cật và một hiệp khách khác ở lại hỗ trợ, nhưng vẫn bị dị nhân hung tàn cắn bị thương. Hiệp khách kia trước khi dị biến, kịp thời nhốt mình vào phòng giam, tránh trở thành người làm hại đồng bọn. Mà Trần Cật không kịp đi vào, sau khi biến thành dị nhân lại đi công kích Tưởng Bộ Đinh. Đúng lúc này Hoắc Tinh Thần đột nhiên xuất hiện, dùng miếng ngọc bội kia ngăn cản Trần Cật. Nhưng những dị nhân kia lại càng thêm hung mãnh, nhao nhao vây quanh muốn ăn sạch hai người. Hoắc Tinh Thần tự biết rằng co như vậy không phải cách, vì thế liền tính toán để bị cắn biến thành dị nhân, sau đó nhân lúc còn một chút ý thức để bắt giữ thủ lĩnh. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn. Thấy Hoắc Tinh Thần phát cuồng gần như sắp mất đi ý thức, Tưởng Bộ Đinh lập tức đứng trước mặt cô, cố gắng đánh thức cô. Trong lòng Hoắc Tinh Thần luôn ghi nhớ lời hứa của mình với Tưởng Bộ Đinh, cho nên bất luận như thế nào cũng sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng vừa mới phát cuồng dùng quá nhiều khí lực, giờ phút này cô thật sự chống đỡ không nổi ngất xỉu trên mặt đất. Mà Ngũ Nhạc Môn từ trong thư của Hoắc Tinh Thần biết được sự việc ở thần dược trại, kịp thời chạy tới bắt đi những dị nhân kia. Nhưng chủ mưu phía sau và một số dị nhân hung tàn vẫn lọt lưới. Vì thế trên giang hồ nhất thời lòng người hoảng sợ, đều lo lắng gặp phải dị nhân lưu lạc ở bên ngoài, cuối cùng trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà Tưởng Bộ Đinh không muốn từ bỏ Hoắc Tinh Thần, chỉ có thể cõng cô đi tới một nơi vắng vẻ thoát khỏi tầm mắt mọi người, sau đó cố gắng tìm thuốc giải. Thế nhưng anh đã dùng rất nhiều biện pháp, vẫn không thể ức chế dị biến của cô. Hoắc Tinh Thần càng ngày càng không thể khống chế hành vi của mình. Cô thật sự rất lo lắng mình sẽ biến thành một dị nhân không có ý thức. Đêm nay, Tưởng Bộ Đinh lặng lẽ trà trộn vào trong Ngũ Nhạc Môn tìm phương pháp ngăn cản dị biến, kết quả trong đó lại viết muốn vứt bỏ chặt đầu là được. Anh như người mất hồn trở lại nhà hoang, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nghĩ hết cách đối tốt với Hoắc Tinh Thần, ít nhất để cho cô ấy trước khi qua đời sống thoải mái. Sau đó anh nấu cho cô một nồi cháo, còn tự mình đút cho cô ăn. Nhưng Hoắc Tinh Thần thật sự không khống chế được bản thân, suýt chút nữa tấn công Tưởng Bộ Đinh. Cô cố gắng dùng chút ý thức còn lại chống đỡ, đứng dậy tránh xa anh. Hơn nữa vì để anh rời đi, cô còn cố ý buông lời tàn nhẫn, trách cứ anh chính là khắc tinh của mình. Tưởng Bộ Đinh làm sao không hiểu tâm tư của Hoắc Tinh Thần, anh ôm chặt lấy cô, nói thẳng mình sẽ không rời khỏi cô, mặc kệ cô biến thành bộ dáng gì mình đều sẽ ở bên cạnh cô. Anh thậm chí còn bảo cô cứ cắn mình đi. Hoắc Tinh Thần nghe nói như thế, lập tức không khách khí cắn một cái. Ai ngờ anh lại mặc áo giáp, khiến cô tí thì hỏng mất bộ nhá. Kết quả ngay khi anh đang dương dương đắc ý, cô đột nhiên nắm lấy ngón tay anh cắn một cái. Sau khi khiếp sợ, Tưởng Bộ Đinh nhanh chóng tìm giấy bút viết di thư, viết ra toàn bộ đồ vật mình cất giấu. Mỗi lần viết xong một thứ, anh không kìm lòng được thở dài. Hoắc Tinh Thần nghe được tiếng thở dài của anh,
trong lòng càng thêm áy náy, nhất thời không nhịn được khóc to. Tưởng Bộ Đinh bước lên phía trước an ủi, kể cho cô nghe về thời thơ ấu của mình. Lúc nhỏ anh yếu ớt nhiều bệnh, nếu không phải sư phụ dốc lòng chăm sóc, chỉ sợ là không thể sống tới hôm nay. Nhưng nghe xong, Hoắc Tinh Thần không chỉ không cảm thấy được an ủi, ngược lại càng thêm thương tâm. Lớn như vậy rồi, cô không chỉ không thực hiện được lý tưởng bước chân vào giang hồ với X Đại Hiệp, còn chưa từng trải qua tình yêu một đời một kiếp, ban ngày nghe nhạc ban đêm ngủ say, không dưới trăng thì là trước hoa. Nghĩ đến thật sự là không cam lòng, Tưởng Bộ Đinh ghi nhớ lời của Hoắc Tinh Thần ở trong lòng, dự định thực hiện một nguyện vọng cho cô. Thế là anh làm một chiếc bè trúc sau đó cắm đầy hoa. Vào đêm trăng tròn đưa Hoắc Tinh Thần tới bờ sông. Chiếc hoa dưới trăng, đom đóm ở trong bụi cỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Tưởng Bộ Đinh nói với cô, thay vì hoảng sợ sống qua ngày, chi bằng thuận theo chiếc bè trúc nhỏ này, mặc cho trôi đến đâu thì trôi. Anh thâm tình nhìn vào mắt cô, hỏi cô có nguyện ý cùng mình một đời một kiếp một đôi hay không. Hoắc Tinh Thần vô cùng cảm động, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết qua bao lâu, Tưởng Bộ Đinh bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức. Anh hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót bên cạnh, không khỏi cảm thán thiên đường tươi đẹp. Nhưng đột nhiên anh nhận ra mình không những không chết, hơn nữa cũng không có biến thành dị nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chợt nhận ra viên thuốc của sư phụ có thể khống chế dị nhân. Ngay khi anh đang vui mừng, lại không ngờ phía trước chính là thác nước. Anh vội vàng đánh thức Hoắc Tinh Thần, nhưng cô lúc này đã không có ý thức, làm thế nào cũng không có phản ứng. Tưởng Bộ Đinh mãi mới cố gắng đưa được cô lên bờ, kết quả lại bị cô đột nhiên tỉnh lại đập cho một chưởng. Cũng may trước khi ngất đi, anh đã kịp cho cô uống thuốc. Hoắc Tinh Thần rất nhanh đã trở lại bình thường. Mặt khác, Tưởng Bộ Doanh nhận được di thư của Tưởng Bộ Đinh, vội vàng theo manh mối tìm được anh đưa anh về nhà. Mà việc Tưởng Bộ Đinh hôn mê thật ra cũng không phải hoàn toàn do một chưởng của Hoắc Tinh Thần. Anh từ nhỏ thân thể không tốt, chỉ có thể dựa vào thuốc của sư phụ kéo dài tính mạng. Trước mắt viên thuốc cuối cùng đã cho Hoắc Tinh Thần, thân thể của anh tự nhiên sẽ không chống đỡ được. Nhưng cũng may chỗ Tưởng phu nhân còn có một viên thuốc dự phòng. Chỉ là đây cũng là viên thuốc cuối cùng Tống Thần Y lưu lại. Không lâu sau, Tưởng Bộ Đinh rốt cục tỉnh lại. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hoắc Tinh Thần, anh cũng chậm rãi khôi phục, có thể đứng dậy đi lại. Sau đó anh nói cho cô biết về phát hiện của mình, dự định cùng nhau đi tìm phương pháp phối thuốc. Nhưng tìm khắp thư phòng cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến viên thuốc kia. Bất đắc dĩ, Hoắc Tinh Thần đành phải tính toán trở về Ngũ Nhạc Môn cùng cha thương lượng đối sách. Lại không ngờ Tưởng Bộ Đinh cũng chủ động đề nghị cùng cô trở về. Cô nghe vậy nhất thời ngượng ngùng, cho rằng anh muốn đến cầu hôn, lại không biết anh chỉ là lo lắng cô không có võ công trên đường gặp nguy hiểm. Tiếp đó hai người tạm biệt Tưởng phu nhân, bước lên đường trở về Ngũ Nhạc Môn, mà đồng hành còn có Tưởng Bộ Doanh. Rất nhanh ba người đi tới thành Lạc Dương, Tưởng Bộ Doanh ở lại trong thành tiếp tục điều tra hành tung của dị nhân và sư phụ, Tưởng Bộ Đinh thì cùng Hoắc Tinh Thần trở về Ngũ Nhạc Môn. Biết được đại tiểu thư trở về, Ngũ Nhạc Môn từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết, mà người vui nhất có lẽ chính là Mộ Băng Hà. Thấy Mộ Băng Hà giống như con sói đói nhào tới Hoắc Tinh Thần, Tưởng Bộ Đinh vội vàng từ trên xe lăn đứng lên, chủ động nhào vào lòng anh ta. Hoắc Tinh Thần thấy thế, vội vàng chạy sang một bên rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi nhìn thấy cha, cô rất vui mừng kích động kể cho ông nghe về trải nghiệm những ngày này. Nhắc tới chuyện ở thần dược trại, Hoắc Tinh Thần càng thêm kích động, mỗi một câu nói đều không ngừng nhắc tới Tưởng Bộ Đinh. Hoắc Thanh Lưu lập tức nghe ra tâm tư của con gái, không khỏi trách cứ Tưởng Bộ Đinh không chỉ cướp đi trái tim con gái bảo bối của mình, còn dám đưa cô vào vòng nguy hiểm. Hoắc Tinh Thần vội vàng giải thích, ôm tất cả trách nhiệm lên người mình. Hoắc Thanh Lưu đau đầu không thôi, con gái duy nhất của mình đã bị Tưởng Bộ Đinh mê hoặc rồi. Thế nhưng ông đã tuyên bố với bên ngoài Mộ Băng Hà là con rể mình rồi, nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tinh Thần vội vàng giải thích, tình cảm của mình đối với Mộ Băng Hà chỉ là tình cảm huynh muội, không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Kết quả Hoắc Tinh Thần lại nói cho ông biết, lần này Tưởng Bộ Đinh tới chính là vì cầu hôn. Chuyện đã đến nước này, Hoắc Thanh Lưu cũng chỉ có thể đi gặp người đã cướp mất trái tim con gái mình. Sau đó Hoắc Tinh Thần tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, theo lời con gái dặn dò, Hoắc Thanh Lưu vừa thấy mặt liền ám chỉ với Tưởng Bộ Đinh, hôm nay mặc kệ anh đưa ra thỉnh cầu gì mình đều sẽ đáp ứng. Ai ngờ Tưởng Bộ Đinh chỉ lo vùi đầu ăn, không hề có ý cầu hôn. Cuối cùng vẫn là Hoắc Thanh Lưu thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi anh có nguyện ý ở rể Ngũ Nhạc Môn hay không. Tưởng Bộ Đinh có chút luống cuống tay chân, đứng dậy hành lễ nói mình không muốn. Điều này khiến Hoắc Tinh Thần có chút tức giận, kéo tay Tưởng Bộ Đinh đi ra ngoài, hỏi tại sao anh lại từ chối. Kết quả anh lại nói với cô những lời lúc trước đều là nói đùa, không thể coi là sự thật. Những lời này giống như những mũi kim đâm vào tim Hoắc Tinh Thần, khiến cô đau đớn nước mắt bất giác trào ra. Nhưng cô vẫn không cam lòng, gác kiếm lên cổ Tưởng Bộ Đinh ép anh nói ra ba chữ mình muốn nghe. Tuy nhiên anh không biết mình còn có thể sống bao lâu, chỉ biết mình không có cách nào cho cô hạnh phúc, vì vậy mặc kệ cô có bao nhiêu đau lòng, anh vẫn phải nói ra những lời tuyệt tình kia. Hoắc Tinh Thần không phục, quyết tâm muốn quyết một trận thắng bại với Tưởng Bộ Đinh. Sau đó cô lao vào trong phòng cha, uống thuốc giải của Bế Công Hoàn. Cô bước đi mang theo gió, một đường đánh bại vô số người hầu. Nhưng ngay khi cô tràn đầy tự tin tiến lên công kích Tưởng Bộ Đinh, công lực vừa rồi dường như tất cả đều biến mất. Lúc này anh không thể không nói thẳng, cô hoàn toàn không thể đụng được vào một sợi tóc của mình, bởi vì cô căn bản không hề có nội lực, cũng không biết võ công. Người của Ngũ Nhạc Môn cảm thấy điều này đối với Hoắc Tinh Thần mà nói thật sự quá mức tàn nhẫn,
liền nhao nhao muốn ngắt lời Tưởng Bộ Đinh. Nhưng anh căn bản không hề có ý lưu tình. Anh cho rằng nếu cứ để cho Hoắc Tinh Thần sống trong lời nói dối, như vậy sẽ chỉ khiến cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Mà Hoắc Tinh Thần quả thật cho tới nay vẫn luôn sống trong lời nói dối đẹp đẽ của Ngũ Nhạc Môn, giờ phút này đột nhiên biết được chân tướng, cô sao có thể chấp nhận nổi. Cô không tin cũng không cam lòng, ánh mắt nhìn cha đầy vẻ mong đợi, hỏi ông lời Tưởng Bộ Đinh nói rốt cuộc có thật hay không. Hoắc Thanh Lưu không biết nên trả lời như thế nào, đành phải quay người đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hành động này đã khiến Hoắc Tinh Thần hiểu ra, những gì Tưởng Bộ Đinh nói đều là sự thật, hóa ra mọi người vẫn luôn lừa dối mình. Không biết là tức giận hay thất vọng, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, buồn bã xoay người rời đi. Biết được Hoắc Tinh Thần cả ngày đóng cửa không ra ngoài, không ăn không uống, Mộ Băng Hà liền đến khuyên giải an ủi cô. Anh nói mặc dù cô không có võ công, nhưng có anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Tuy nhiên trở thành chim hoàng yến dựa dẫm vào người khác cũng không phải là điều cô mong muốn. Bên này, Tưởng Bộ Đinh vì để cho Hoắc Tinh Thần ăn cơm, cố ý nướng thịt trước phòng cô, còn muốn dùng phép khích tướng ép cô ăn cơm. Mà Hoắc Tinh Thần muốn có được đáp án từ Tưởng Bộ Đinh, muốn biết rốt cuộc anh coi mình là cái gì. Kết quả lại nghe được anh chỉ coi mình là bạn, cô không khỏi có chút mất mát. Hôm sau Mộ Băng Hà đổi cách dỗ Hoắc Tinh Thần, đưa tới rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhìn những đồ vật hoa lệ kia, cô nhất thời có chút thất thần. Mà Tưởng Bộ Đinh biết được chuyện này, lại vội vàng đi tìm Hoắc Tinh Thần, muốn đưa cô rời đi. Nhưng trái tim của cô đã bình tĩnh lại, quyết định chấp nhận số phận kết hôn. Tưởng Bộ Đinh bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống an ủi cô. Ở trong mắt anh, tuy rằng cô không biết võ công, nhưng lại có thể vì lý tưởng dũng cảm tiến lên. Rõ ràng cô đã gặp bao nhiêu tên lừa đảo, nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng ai là kẻ xấu, giải cứu rất nhiều đứa trẻ bị lừa bán. Khi bị dị nhân tấn công, cô vẫn rất bình tĩnh gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình. Cho nên, rõ ràng là cô rất yếu ớt, nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ, cô mới là đại hiệp đích thực. Nghe xong lời này của Tưởng Bộ Đinh, Hoắc Tinh Thần đột nhiên cảm thấy như được giác ngộ, lo lắng trên đầu cũng trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng cô quyết định khổ luyện 7 ngày. 7 ngày sau nếu cô đánh bại anh, vậy chứng tỏ cô không cần anh bảo vệ, cũng có năng lực cùng anh hành tẩu giang hồ. Mà Mộ Băng Hà thật vất vả mới chờ được Hoắc Tinh Thần đồng ý cùng mình thành hôn, kết quả mấy câu nói của Tưởng Bộ Đinh lại khiến người vợ sắp tới tay chạy mất. Anh tức giận không chỗ phát tiết, lập tức đi tìm Tưởng Bộ Đinh hưng sư vấn tội. Hai người ai cũng không chịu phục ai, lại ở trước mặt từ đường Hoắc gia thi nhau học tiếng gà gáy. Hoắc Thanh Lưu nhìn thấy hai thiếu niên diễu võ dương oai trước từ đường nhà mình, nhất thời đau đầu không thôi, bước lên phía trước ngăn lại. Ông khuyên bảo Mộ Băng Hà gần đây Hoắc Tinh Thần tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng gây thêm phiền toái. Sau đó lại ra hiệu với Tưởng Bộ Đinh, yêu cầu anh cùng mình đi tuần tra. Ngày đầu tiên luyện võ, Hoắc Tinh Thần người đầy vết thương. Mộ Băng Hà nhìn mà đau lòng, nhưng lại không thể ngăn cản đành phải nhắm mắt làm ngơ. Mà Hoắc Thanh Lưu lại không có chút đau lòng nào, thậm chí còn có mấy phần vui mừng. Rất nhanh ước hẹn 7 ngày đã tới, Tưởng Bộ Đinh một mặt cảm thấy Hoắc Tinh Thần phần thắng không lớn, một mặt cũng không muốn cô cùng mình mạo hiểm, liền quyết tâm không từ mà biệt. Nhưng vừa tới cửa lại gặp Hoắc Thanh Lưu, anh vốn định cáo từ ông, ai ngờ còn chưa nói xong đã bị ông trói lại. Bất đắc dĩ Tưởng Bộ Đinh chỉ có thể ứng chiến. Hiệp thứ nhất Hoắc Tinh Thần không làm theo lẽ thường, vừa xông lên đã cuộn chặt Tưởng Bộ Đinh lại, khiến anh không thể động đậy. Tưởng Bộ Đinh có chút cạn lời, nhắc nhở cô tỉ thí như vậy căn bản không có ý nghĩa. Hoắc Tinh Thần có chút thẹn quá hóa giận, buông tay chân trên người anh, tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Quả nhiên cô không phải đối thủ của Tưởng Bộ Đinh, chỉ vài chiêu đã người đầy vết thương hộc máu. Anh khuyên cô đừng lấy trứng chọi đá nữa, cô căn bản không phải là đối thủ của mình. Nhưng Hoắc Tinh Thần lại không chịu nhận thua. Tuy nhiên lần nào cô cũng luôn bị Tưởng Bộ Đinh đánh ra xa mấy trượng. Dần dần, tốc độ bò dậy của cô càng ngày càng chậm. Các trưởng bối Ngũ Nhạc Môn đều không nhịn được nhíu mày, trong lòng hít một hơi thật sâu, hy vọng Hoắc Thanh Lưu sẽ ngăn cản cuộc tỉ thí này. Nhưng Hoắc Thanh Lưu chỉ căng thẳng nhìn con gái mà không lên tiếng, nhưng vì để cho Hoắc Tinh Thần hoàn toàn buông tha ý nghĩ xông pha giang hồ, anh chỉ có thể sử dụng toàn lực đánh bại cô. Nhưng lần này Hoắc Tinh Thần lại giống như biết trước chiêu thức của anh, một trưởng thắng được trận đấu. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng cổ vũ cho cô. Tưởng Bộ Đinh ở một bên ôm vết thương, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Hôm nay Hoắc Tinh Thần từ biệt Ngũ Nhạc Môn, đi theo Tưởng Bộ Đinh bước lên con đường hành hiệp trượng nghĩa, lang bạt giang hồ. Vốn là chuyện vui vẻ, nhưng trên mặt cô lại tràn ngập tức giận, Tưởng Bộ Đinh cũng không biết tại sao. Để phá vỡ bầu không khí khó xử này, Tưởng Bộ Doanh liền đem manh mối gần đây của mình nói cho hai người. Nghe nói phát hiện ra hành tung của dị nhân ở Thanh Phong trại, Hoắc Tinh Thần không nói hai lời liền chuẩn bị đi đến đó. Tưởng Bộ Đinh lo lắng tính tình của cô sẽ chịu thiệt, đuổi theo khuyên cô nên bàn bạc kỹ hơn. Vì thế hai người trông chừng trước cửa Thanh Phong trại, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động nơi này. Một canh giờ sau, Tưởng Bộ Đinh rốt cục tìm được một manh mối, tính toán thời gian thay ca của thủ vệ Thanh Phong trại. Nhưng Hoắc Tinh Thần lại không thể chờ đợi được nữa, mặc một bộ quần áo rách rưới nghênh ngang đi vào, quả nhiên rất nhanh đã bị phát hiện. Hai người trong lúc vô tình trốn vào trong tủ quần áo của Hách Đại Phu, dưới sự trợ giúp của đối phương thành công tránh thoát một kiếp. Sau đó từ Hách Đại Phu, hai người biết được những dị nhân kia được huấn luyện là để trở thành vũ khí giết người. Hoắc Tinh Thần liền thề nhất định phải cứu được những dị nhân đó. Hách Đại Phu nhìn thấy cô như thế, liền nói cho cô biết dị nhân ở Khê Thảo thôn. Vì thế hai người liền từ biệt Hách Đại Phu,
chuẩn bị đi tới Khê Thảo thôn. Nhưng người Thanh Phong trại truy đuổi gắt gao, hai người nhất thời khó có thể trốn thoát. Vì bảo vệ Hoắc Tinh Thần, Tưởng Bộ Đinh liền lấy mình làm mồi nhử dẫn dụ người Thanh Phong chạy đi. Mà Hoắc Tinh Thần trong lúc vô tình phát hiện một cái giếng, nước trong đó không có gió nhưng lại có gợn sóng. Vì thế suy đoán phía dưới này có lối đi bí mật. Thấy Tưởng Bộ Đinh đi tới, cô liền vội vàng đẩy anh xuống giếng, nhưng ai ngờ anh lại không biết bơi. Thấy anh chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại, cô liền định hô hấp nhân tạo, kết quả đúng lúc này anh đột nhiên tỉnh lại, hiểu nhầm cô đang muốn sàm sỡ mình. Hai người vì thế mà tranh chấp một trận, Hoắc Tinh Thần dứt khoát có tiếng thì phải có miếng, kéo anh lại thật sự hôn một cái. Ngay lập tức dưới giếng âm u ẩm ướt này, dường như có pháo hoa nổ tung rực rỡ. Bên này Trần Cật dựa vào một tia ý thức cuối cùng trở lại tiểu viện, gặp được Tiểu Ngọc mình tâm tâm niệm niệm. Nhìn thấy bộ dáng quái dị của anh, Tiểu Ngọc không chỉ không ghét bỏ, còn dốc lòng chăm sóc, dự định cùng anh yên bình sống tại rừng đào này cả đời. Tại Ngũ Nhạc Môn, Mộ Giao Quang biết được chuyện ở thần dược trại, rất lo lắng cho ân nhân cứu mạng O Đại Hiệp của mình. Vì thế chờ đến khi Mộ Băng Hà ra ngoài tìm kiếm dị nhân, cô liền nữ cải nam trang theo đội ngũ trốn ra ngoài. Không biết lang thang bên ngoài bao lâu, cuối cùng cô cũng gặp được O Đại Hiệp trên đường. Mà Hoắc Tinh Thần nhìn thấy Mộ Giao Quang cũng rất là vui mừng, liền ôm bả vai của cô cười cười nói nói. Nhưng cử chỉ thân mật của hai người lại khiến Tưởng Bộ Đinh nhất thời nhìn đến sững sờ, trong lòng còn dâng lên cảm giác ghen tuông. Mộ Giao Quang hưng phấn biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ của mình với Hoắc Tinh Thần, nhưng vừa nói được một nửa, liền nhìn thấy Tưởng Bộ Đinh ngoài cửa sổ. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang uy hiếp cô tốt nhất đừng nói lung tung. Mộ Giao Quang thật sự bị dọa đến nói không ra lời, còn theo bản năng che mặt lại. Hoắc Tinh Thần phát hiện dị thường, xoay người cũng nhìn thấy Tưởng Bộ Đinh, liền tiến lên đóng cửa sổ lại. Tuy rằng được người khác khen là một anh hùng, Hoắc Tinh Thần đương nhiên rất vui, nhưng cô cũng không muốn lừa gạt Mộ Giao Quang, liền tháo râu giả xuống tiết lộ thân phận nữ nhi của mình. Mộ Giao Quang cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Cô nói với Hoắc Tinh Thần mình là trốn ra đây, nếu như bây giờ trở về sẽ bị gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt. Nghe vậy Hoắc Tinh Thần lập tức tỏ ra đồng tình, cũng vô cùng căm ghét loại chuyện này. Mộ Giao Quang còn nói, có đôi khi đừng chỉ nhìn người này sẽ nói ra bao nhiêu lời hay ý đẹp, hứa hẹn lãng mạn cỡ nào, mà phải xem người này đối xử với cô như nào vào những lúc quan trọng nhất, nhớ tới sự quan tâm che chở của Tưởng Bộ Đinh đối với mình. Sau đó cô lập tức quyết định thu nhận Mộ Giao Quang, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Lúc này Tưởng Bộ Doanh điều tra được, dưới chân núi Khê Thảo thôn có một gia đình chuyển tới, nói là chủ nhà họ Trần bị quái bệnh gì đó đóng cửa không ra ngoài, bình thường đều là vợ của hắn ra ngoài mua đồ, mọi người đều gọi cô ấy là Ngọc Nương Tử. Điều này khiến anh nghĩ đến Tưởng Bộ Đinh từng nói, trong địa lao của thần dược trại có một vị hiệp khách tên là Trần Cật, hắn có một vị hôn thê tên là Tiểu Ngọc. Vì thế hai huynh đệ liền suy đoán, Trần gia chủ này chính là Trần Cật bị dị nhân cắn bị thương. Mấy người lập tức lên đường chạy tới Khê Thảo thôn, nhưng đến thôn lại không phát hiện tung tích của Trần Cật. Bên này, Trần Cật và Tiểu Ngọc bị thiếu chủ Ẩn Linh Cốc Dẫn Phong Miên trói vào một gian mật thất, trong mật thất còn có một dị nhân giống như Trần Cật. Dẫn Phong Miên hỏi Trần Cật vì sao bị dị nhân cắn mà vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Thế nhưng anh ta quả thật cũng không biết vì sao. Lúc này Dẫn Phong Miên không khỏi nhớ tới, ngày đó trong địa lao của thần dược trại, còn có một người sau khi bị cắn có thể tỉnh táo, chính là Hoắc Tinh Thần. Vì thế, hắn liền thiết kế bắt cóc Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh. Mấy người có thể nói là không đánh không quen biết, sau một phen nói chuyện, cuối cùng họ nhận ra mình đều có một mục đích chung. Hóa ra dị nhân nằm ở trên giường kia chính là Dẫn Phong Từ, đệ đệ của Dẫn Phong Miên, hai người từ nhỏ đã được Ẩn Linh Cốc thu nhận. Ẩn Linh Cốc theo nguyên tắc kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, chỉ là người trong cốc đều là người cực kỳ không có thiên phú học võ. Để phòng thân, họ dựa vào cách tu luyện trận pháp và các cơ quan là chính, bị không ít người trong giang hồ coi thường. Nhưng dạo này trong cốc không ít người đột nhiên công lực tăng mạnh, địa vị trong cốc của Dẫn Phong Miên cũng bị uy hiếp. Một ngày hắn lặng lẽ đi theo những người đó, phát hiện bọn họ đều dùng một loại thuốc. Chỉ cần uống vào công lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, nhưng cả người lại đầy những đường màu đen. Triệu chứng này rõ ràng là của dị nhân, Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh quyết định đến Ẩn Linh Cốc điều tra nghiên cứu. Dưới sự dẫn đường của Dẫn Phong Miên, hai người rốt cục đi tới Ẩn Linh Cốc. Nơi này ẩn mình trong núi rừng, xung quanh đều là trùng điệp cơ quan. Vừa mới vào cốc, ba người đã bị người của Ẩn Linh Cốc truy sát, mà trên đường đi tìm Tưởng Bộ Đinh, Tưởng Bộ Doanh vô tình rơi vào một cái bẫy. Mộ Giao Quang mặc dù giữ chặt cánh tay anh, nhưng vẫn không có nhiều sức lực chống đỡ. Đúng lúc này Tiểu Ngọc nói cho hai người biết, cái hố này không sâu lắm có thể buông tay. Điều này khiến hai người vô cùng xấu hổ. Sau đó mấy người đi đến một sơn động tạm thời nghỉ chân. Tưởng Bộ Doanh chủ động nhận trách nhiệm nướng cá, bộ dáng nghiêm túc kia quả thực mê hoặc Mộ Giao Quang, cô nhất thời nhìn đến mê mẩn. Bên này ba người Hoắc Tinh Thần vẫn bị hầu khung phát hiện. Bọn họ liều mạng chạy ra ngoài, mất sức chín châu hai hổ rốt cục chạy thoát. Dọc theo đường đi, Hoắc Tinh Thần không ngừng lo lắng cho sự an nguy của Dẫn Phong Miên. Sau khi đến nơi an toàn, Tưởng Bộ Đinh rốt cục nhịn không được oán giận. Hoắc Tinh Thần nhìn bộ dáng tức giận của anh, không khỏi hứng thú hỏi anh có phải đang ghen hay không. Tưởng Bộ Đinh vội vàng phủ nhận suy đoán của cô, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã sớm bán đứng anh. Tưởng Bộ Đinh ngượng ngùng đành phải nói sang chuyện khác, nhưng xoay người lại phát hiện Dẫn Phong Miên chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Hai người nhanh chóng trở về, giả thành dị nhân trà trộn vào địa lao. Sau một hồi tìm kiếm, hai người rốt cục tìm được Dẫn Phong Miên.
càng không ngờ trong địa lao lại thật sự giam giữ sư phụ của Tưởng Bộ Đinh, Tống Thần Y. Tưởng Bộ Đinh rốt cuộc giả bộ không nổi nữa, một cước đá văng cửa phòng giam, đánh ngất người áo đen áp giải sư phụ. Hoắc Tinh Thần cũng nhanh chóng tạo ra hỗn loạn, nhân cơ hội trốn ra ngoài. Sau khi trốn thoát, mọi người thành công hội tụ trong rừng cây. Tiểu Ngọc và Dẫn Phong Miên vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu Tống Thần Y cứu người thân của mình. Nhìn thấy ông ấy bối rối, Tưởng Bộ Đinh và Hoắc Tinh Thần vội vàng nói rõ chân tướng sự việc. Nghe xong, Tống Thần Y không nói thêm gì, chỉ tò mò đi về phía Hoắc Tinh Thần. Ông bắt mạch của cô, phát hiện mạch tự ổn định và mạnh mẽ, nhịn không được nghi hoặc, chẳng lẽ viên thuốc đỏ mà mình cho Tưởng Bộ Đinh lại thật sự có thể giải được dị độc, hoặc là Hoắc Tinh Thần có thể chất đặc biệt. Đúng lúc này, người của Ngũ Nhạc Môn chạy tới. Sau khi hai cha con kích động gặp nhau, Hoắc Thanh Lưu nhịn không được trách cứ Tưởng Bộ Đinh dám dẫn con gái bảo bối của mình vào nguy hiểm. Hoắc Tinh Thần vội vàng khuyên nhủ an ủi cha, nói rất nhiều lời tốt đẹp về Tưởng Bộ Đinh. Mà lúc này Hoắc Tinh Thần cũng mới biết, hóa ra Mộ Giao Quang là muội muội của anh ấy. Sau một phen hàn huyên, Dẫn Phong Miên liền chỉ đạo mọi người phá giải trận pháp để vào ẩn linh cốc. Sau đó Tưởng Bộ Đinh, Hoắc Tinh Thần và Mộ Giao Quang đi tới tàng dược thất, phát hiện rất nhiều loại thuốc không biết tên. Ngay khi mọi người khó hiểu thuốc này có tác dụng gì, Tưởng Bộ Doanh lại bắt được một người áo đen. Lúc này mọi người liền hiểu được, những thuốc này đều là dị độc mà cốc chủ ẩn linh cốc dùng để khống chế người áo đen. Rất nhanh, một chỗ khác trong địa lao truyền đến tiếng đàn u tà. Cốc chủ đang đánh đàn cổ để khống chế dị nhân. Mà Hoắc Tinh Thần vì cứu mọi người, dũng cảm xông tới trước mặt cốc chủ, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, nhưng lại vô tình rơi vào địa lao sâu hơn. Mọi người từng tầng tìm xuống, rốt cục tại một cái đại đỉnh tìm được cô. Ngay khi bên ngoài đang hỗn chiến, Hoắc Tinh Thần đột nhiên từ trong đại đỉnh xông ra. Cô dường như thay đổi thành một người khác, đột nhiên có được tuyệt thế thần công, trong nháy mắt bắt được cốc chủ ẩn linh cốc. Nhưng không lâu sau cô lại bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, mọi người lập tức đưa cô đến lò thuốc của Tống Thần Y. Tống Thần Y cẩn thận quan sát Hoắc Tinh Thần, lại bắt mạch của cô, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, cảm thấy thật là thú vị. Mọi người rất là nghi hoặc, Hoắc Thanh Lưu sốt ruột không thôi, vội hỏi tình hình con gái rốt cuộc là bị làm sao. Tống Thần Y liền nói cho họ biết, cô ấy hít liền một hơi công lực của đa giáp tử, hiện tại hơi thở hỗn loạn, không bị phát nổ mà chết, mà chỉ là bị ngất đi thôi. Trải qua đủ loại chuyện, Mộ Giao Quang trong lòng đột nhiên hiểu ra. Cô nói với Kaka, mình có thể cảm nhận được tình cảm giữa Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh rất sâu đậm. Mà Kaka và Hoắc Tinh Thần vẫn chưa hoàn thành hôn lễ, cho nên cô ấy cũng chưa tính là vợ của anh, không bằng kịp thời từ bỏ đi. Nhưng Mộ Băng Hà lại có chút tức giận, không muốn nghe muội muội nói nữa. Trong lúc Hoắc Tinh Thần hôn mê, Tưởng Bộ Đinh vẫn luôn chăm sóc bên cạnh. Người thân của Ngũ Nhạc Môn cũng thường xuyên tới thăm cô, nhưng cô vẫn yên lặng ngủ say. Chỉ có hơi thở yếu ớt dường như đang thông báo với mọi người rằng mình vẫn còn sống. Rất nhanh 7 ngày đã trôi qua, nhưng tình hình của Hoắc Tinh Thần vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hoắc Thanh Lưu rốt cuộc không đợi được nữa, định đưa con gái trở về Ngũ Nhạc Môn. Nhưng đúng lúc này Tống Thần Y kịp thời đưa thuốc giải tới. Sau khi dùng thuốc giải, Hoắc Tinh Thần quả nhiên có biến hóa, ngón tay cũng bắt đầu cử động nhẹ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng có thể mở mắt nói chuyện. Mọi người kích động không thôi vây xung quanh cô. Sau đó cốc chủ ẩn linh cốc rốt cục tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không biết hối cải, thậm chí ngược lại chỉ trích Ngũ Nhạc Môn phá hư chuyện tốt của mình. Hoắc Thanh Lưu nhịn xuống lửa giận, nói đến chuyện quá khứ. Lúc trước khi thành lập ẩn linh cốc, cốc chủ từng vẽ một con bọ lên một lá cờ trắng. Hắn còn nói với những môn đồ kia, bọn họ đều là người không thích hợp tập võ, giống như những con đom đóm nhỏ kia, nỗ lực muốn được phát sáng. Một con đom đóm có thể rất nhỏ yếu, nhưng nhiều con đom đóm tụ họp lại sẽ soi sáng màn đêm dài. Nhưng lời thề và hứa hẹn lúc trước đã sớm phai nhạt trước mặt quyền thế. Con bọ nhỏ cố gắng phát sáng đúng là tâm nguyện ban đầu của ẩn linh cốc, nhưng những nhân sĩ giang hồ kia vẫn không chứa nổi những con bọ nhỏ này. Cuối cùng, cốc chủ ẩn linh cốc bị chính dị độc mà hắn luyện chế cắn trả mà chết. Đợi sự tình được xử lý thỏa đáng, Ngũ Nhạc Môn liền tính toán trở về. Mộ Giao Quang nói với Kaka, trước đây mình đều được nuôi trong khuê phòng, chưa bao giờ bước vào giang hồ. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô mới phát hiện thì ra thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy. Cho nên cô không muốn ở trong khuê phòng nữa, cũng không muốn phải gả cho một nam nhân không quen biết, từ đó phải vì người khác mà sống, cũng không muốn cả đời đều được người nhà bảo vệ. Cô muốn một lần được sống vì mình, sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Mộ Băng Hà nghĩ tới nghĩ lui, đáp ứng thỉnh cầu của muội muội. Nhưng anh cũng có một điều kiện, mỗi ngày cô phải ghi chép lại nhất cử nhất động của Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh. Mà Hoắc Thanh Lưu được tận mắt nhìn con gái trưởng thành, nhìn cô trở thành một anh hùng có thể bảo vệ người khác, khiến ông vô cùng vui mừng. Vì vậy ông quyết định để cho con gái ra ngoài xông xáo giang hồ. Hoắc Tinh Thần nói với cha, mình muốn một giang hồ bình đẳng. Ở đây nữ tử cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể đứng trên lôi đài luận võ. Nghe xong lời này, Hoắc Thanh Lưu liên tục gật đầu, cảm thấy tự hào và kiêu ngạo. Hai cha con vừa nói xong, liền nhìn thấy Mộ Băng Hà ở bên cạnh. Mộ Băng Hà nói thẳng, mình lần này cũng không phải tới khuyên bảo cô trở về, mà là muốn nhờ cô chiếu cố Mộ Giao Quang. Hoắc Tinh Thần gật đầu đồng ý. Sau khi tạm biệt cha và Mộ Băng Hà, Hoắc Tinh Thần liền nhớ tới muốn tính sổ với Tưởng Bộ Đinh. Tuy rằng lúc ấy cô đang hôn mê, nhưng cô nghe được rõ ràng anh đã nói sẽ cho mình một cơ hội, cô nói gì anh cũng đều đồng ý hết. Kết quả Tưởng Bộ Đinh nghe vậy,
lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra muốn bỏ đi. Hoắc Tinh Thần vốn định kéo lại, thế nhưng cô lại quên lúc này mình đã có nội lực thâm hậu, tùy tiện một chưởng cũng đủ khiến anh không chịu nổi. Ngay sau đó anh đột nhiên ngất đi. Tống Thần Y nói với Hoắc Tinh Thần, Tưởng Bộ Đinh từ nhỏ thân thể yếu ớt, tinh khí tổn hại nặng nề, mấy năm nay đều dựa vào thuốc mình phối chế để kéo dài tính mạng. Nhưng viên thuốc cuối cùng Tưởng Bộ Đinh đã đưa cho cô, vốn loại thuốc này có thể cứu được anh ấy, nhưng anh bây giờ mạch tượng càng ngày càng yếu, chỉ sợ là bây giờ kể cả có thuốc cũng vô ích. Đêm khuya Tưởng Bộ Đinh rốt cục tỉnh lại, anh thấy Hoắc Tinh Thần ngủ ở bên giường, liền cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn đắp lại cho cô. Hoắc Tinh Thần bởi vậy mà tỉnh lại, vội hỏi thăm tình hình của anh. Tưởng Bộ Đinh ra vẻ thoải mái, nói mình cũng không có gì đáng ngại. Nhưng sắc mặt của cô lại càng khó coi, trong ánh mắt còn hiện lên một tia oán trách. Cô nói mình đã biết chuyện về viên thuốc, cũng tỏ tình với anh, thể hiện quyết tâm của mình. Tưởng Bộ Đinh rốt cuộc cũng không che giấu trái tim mình nữa, dùng một nụ hôn nhẹ nhàng trả lời cô. Sáng hôm sau, Tống Thần Y vui vẻ đi tới, tuyên bố đã luyện chế được thuốc giải. Nhưng sau khi uống xong, Tưởng Bộ Đinh lại đột nhiên nôn ra máu ngất đi lần nữa. Tống Thần Y bắt mạch cho anh, nhịn không được lắc đầu. Thuốc này chỉ có thể giảm bớt nhất thời, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, còn cần một vị thuốc dẫn nổi tiếng, Huyền Băng Thảo. Huyền Băng Thảo này ở Thiên Khuyết Môn trên núi Côn Luân, nhưng Thiên Khuyết Môn lại đang ở ẩn mất rồi, chỉ sợ khó có thể lấy được. Mà Hoắc Tinh Thần dường như không nghe thấy nửa câu sau, chỉ muốn lập tức chạy tới núi Côn Luân lấy Huyền Băng Thảo. Vì thế chờ sau khi Tưởng Bộ Đinh tỉnh lại, mọi người lại tiếp tục hành tẩu giang hồ. Khi đi ngang qua một nhà trọ, mọi người gặp được một vị nữ hiệp. Cô ấy vì dân hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau khi bị một số người phát hiện là nữ tử thì lại bị mọi người hoài nghi chế nhạo. Cuối cùng vẫn là tiểu nhị lòng mang cảm kích, chủ động đưa cho nữ hiệp một túi lễ vật để cảm tạ. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hoắc Tinh Thần nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Giang hồ này vẫn hiểm ác như trước, nhưng dường như đã trở nên càng ngày càng tốt. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Hoắc Tinh Thần thay sang trang phục nữ. Cô muốn lấy thân phận nữ tử, đường đường chính chính lưu lạc giang hồ, để giang hồ có thể dung nạp tất cả mọi hiệp khách. Nữ tử cũng có thể giống nam tử quang minh chính đại trợ giúp người khác. Trên đường mấy người gặp Dẫn Phong Miên, vì thế liền kết bạn cùng nhau đi tới Cát Tường trấn. Vừa vào trấn, những người qua đường kia liền chỉ trỏ Hoắc Tinh Thần, con gái con đứa mà lại xuất đầu lộ diện, của trách cô không có giáo dưỡng, không ra thể thống gì. Tưởng Bộ Đinh thấy vậy nhẹ nhàng cầm tay cô, cho cô cảm giác ấm áp. Hoắc Tinh Thần mỉm cười với anh, khi cô lựa chọn con đường này thì đã biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì rồi. Buổi tối, Hoắc Thanh Lưu nhận được một phong thư, liền một mình cầm kiếm đi ra ngoài. Nhưng lúc ông trở về lại bị thương nặng ngất đi. Ngũ Nhạc Môn to như vậy không thể một ngày vô chủ, sau khi mọi người thương nghị một phen, quyết định đề cử Mộ Băng Hà làm trưởng môn tạm thời. Hôm sau, mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát, nhưng Dẫn Phong Miên lại đến tìm Hoắc Tinh Thần, nói muốn dẫn cô đến một nơi. Đi đường hồi lâu, hai người đi tới một sơn cốc. Trong sơn cốc có động thiên khác, đom đóm tự do bay múa, dưới ánh trăng chiếu rọi đặc biệt đẹp động lòng người. Hoắc Tinh Thần hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt, không hề để ý đến nguy hiểm đang tới gần. Hóa ra Dẫn Phong Miên cố ý lừa cô đến đây, chính là vì muốn thần công hoàn. Mà thật ra Hoắc Tinh Thần đã sớm biết mục đích thật sự của hắn, chỉ là đối với cô mà nói hắn thật sự có thể coi là một người bạn. Nghe nói như thế Dẫn Phong Miên thẹn quá hóa giận, hắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, không còn bị người ta nhạo báng. Lúc này, đám người Tưởng Bộ Đinh cũng đã chạy tới, chỉ là cửa động bị Dẫn Phong Miên thiết lập trận pháp, bọn họ nhất thời khó có thể tiến vào. Tưởng Bộ Đinh trầm tư một lát, sau đó chỉ đạo Tưởng Bộ Danh và Mộ Giao Quang thuận lợi mở trận pháp. Nhưng Dẫn Phong Miên liền nói cho bọn họ biết, hắn đã sớm bố trí trận pháp ở bên trong. Nếu Hoắc Tinh Thần không giao ra thần công hoàn, toàn bộ sơn động đều sẽ sụp đổ, tất cả mọi người đều phải chôn cùng cô. Nhưng mặc dù như thế, bốn người bọn họ vẫn nắm tay nhau, quyết định cùng nhau đối mặt với khó khăn. Cảnh trước mắt này Dẫn Phong Miên chưa từng thấy qua, bởi vì trong trí nhớ của hắn, chỉ có sư huynh đệ chém giết, chỉ có nhân sĩ giang hồ khinh bỉ. Một cảm giác khó tả xẹt qua tim hắn, khiến hắn không đành lòng nhìn thấy những người này thật sự chết ở đây. Hoắc Tinh Thần trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Dẫn Phong Miên có tính là một người xấu hay không? Có lẽ không phải, bởi vì hắn mặc dù làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng tâm vẫn tồn tại thiện niệm. Mà cũng có một số người, bề ngoài là một chính nhân quân tử, nhưng tâm lại đen tối. Hôm sau mấy người đi hồi lâu, rốt cục gặp một quán trà, vội vàng dừng lại uống nước nghỉ ngơi. Nhưng trà đến bên miệng, trên mặt Tưởng Bộ Đinh lại hiện lên một tia nghi hoặc và cảnh giác. Sau khi giải tỏa cơn khát, mấy người nhanh chóng tiếp tục lên đường. Đi ngang qua một khu rừng trúc sương mù, lại gặp phải vài thi thể người áo đen. Tưởng Bộ Danh ngửi thấy mùi hương xung quanh, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi là mùi của ai. Mà Hoắc Tinh Thần thận trọng, từ một con đom đóm nhận ra manh mối, xác định người trợ giúp bọn họ chính là Dẫn Phong Miên. Cô nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, không biết lại đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện vài tên cướp. Lúc này Tưởng Bộ Đinh chỉ ngồi trên xe lăn, lên tiếng chỉ điểm cho Hoắc Tinh Thần. Cô cũng không phụ sự mong đợi, rất nhanh liền giải quyết vấn đề trước mắt. Tưởng Bộ Đinh rất vui mừng, theo bản năng sờ sờ đầu cô. Suy nghĩ của Hoắc Tinh Thần trong nháy mắt trở về lúc nhỏ, khi đó X Đại Hiệp cũng từng nhẹ nhàng sờ đầu của cô như vậy. Cô đang định mở miệng hỏi gì đó, thì Tưởng Bộ Danh và Mộ Giao Quang đột nhiên chạy tới cắt ngang lời cô. Sau khi nghỉ ngơi xong,
Hoắc Tinh Thần vẫn không nhịn được hỏi Tưởng Bộ Đinh có phải là X Đại Hiệp hay không. Kết quả Tưởng Bộ Đinh thật sự thừa nhận, nhưng thái độ đó lại giống như đang diễn. Hoắc Tinh Thần khoát tay, tiếp tục cân nhắc về vấn đề này. Cô cẩn thận nhớ lại dáng người, hành vi cử chỉ của X Đại Hiệp và Tưởng Bộ Đinh, bất luận như thế nào cũng không thấy hai người có liên quan. Nhưng cô vẫn cảm thấy nên cho Tưởng Bộ Đinh một cơ hội nữa. Đúng lúc này trên trời dấy lên pháo hoa rực rỡ. Hoắc Tinh Thần quanh co lòng vòng hỏi thăm quá khứ và ước mơ của anh. Quả nhiên, ước mơ của Tưởng Bộ Đinh và X Đại Hiệp cách biệt một trời một vực. Nhưng cô vẫn không cam lòng, liền tìm một ít diễn viên bức bách Tưởng Bộ Đinh xuất kiếm. Kết quả anh không chỉ bất động, còn bị những diễn viên kia đánh cho bị thương. Ngay khi Hoắc Tinh Thần đang buồn bực, Mộ Dao Quang lại mua về rất nhiều đồ vật của X Đại Hiệp tặng cho cô. Hoắc Tinh Thần vui vẻ ra mặt, cầm quạt vẽ chân dung X Hiệp sĩ nhìn trái nhìn phải, ước gì mình cũng chạy vào trong bức tranh này. Tưởng Bộ Đinh ở một bên không khỏi ghen tuông, tức giận rời đi. Hôm sau tiểu đội bốn người chia làm hai đường, Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh đi đường thủy, mà Tưởng Bộ Doanh và Mộ Dao Quang thì đi đường bộ. Sau khi lên bờ, Tưởng Bộ Đinh và Hoắc Tinh Thần lại gặp cướp. Lúc này bọn họ vốn định dựa theo quy tắc cũ, Tưởng Bộ Đinh bày mưu tính kế, còn Hoắc Tinh Thần xuất lực. Nhưng một người đàn ông đeo mặt nạ đen không biết từ đâu xuất hiện, bắt Hoắc Tinh Thần đi. Đợi đến khi cô kịp phản ứng, phát hiện người tới chính là X Đại Hiệp. X Đại Hiệp liền định dùng khinh công bay đi, nhưng lại bị Hoắc Tinh Thần một phen giữ chặt. Hoắc Tinh Thần nội lực thật sự thâm hậu, X Đại Hiệp bị cô túm một cái ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả mặt nạ cũng bị rơi xuống. Kết quả phát hiện đối phương không ngờ là Mộ Băng Hà. Chuyện đã đến nước này, Mộ Băng Hà đành phải thừa nhận mình chính là X Đại Hiệp. Thấy Hoắc Tinh Thần vẻ mặt không tin, anh liền lấy ra ngư bội chứng minh. Miếng ngư bội này là hồi nhỏ cô tặng cho X Đại Hiệp. Mặc dù Hoắc Tinh Thần vẫn cảm thấy Mộ Băng Hà khác xa với X Đại Hiệp trong trí nhớ của mình, nhưng thấy chứng cứ đầy đủ cũng chỉ có thể tin tưởng. Lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói lo lắng của Tưởng Bộ Đinh. Mộ Băng Hà bảo Hoắc Tinh Thần giữ bí mật chuyện hôm nay, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy Hoắc Tinh Thần bình yên vô sự, Tưởng Bộ Đinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cô cũng vui mừng khôn xiết, xông lên ôm lấy anh nói mình đã gặp được X Đại Hiệp. Tưởng Bộ Đinh lập tức ghen tuông, trách cứ Hoắc Tinh Thần vừa nhắc tới X Đại Hiệp liền mất đi lý trí. Hai người vì thế mà tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Thế nhưng tính tình của đôi tình nhân nhỏ này nắng mưa thất thường, nói thay đổi là thay đổi. Vừa rồi vẫn là bộ dáng thủy hỏa bất tương dung, kết quả chỉ chốc lát sau lại trở nên thân mật khăng khít. Sau đó để kiếm chút lộ phí, Tưởng Bộ Đinh dẫn theo Hoắc Tinh Thần đi tới nhà đại bá ở Tiêu Giao Cung. Trong ấn tượng của anh, đại bá vô cùng giàu có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Ai ngờ khi đến Tiêu Giao Cung, chỉ nhìn thấy đó là một gian nhà đổ nát. Mà nhà tuy nát, nhưng cũng không tính là nhỏ. Vốn nghĩ ít nhất có thể có người hầu kẻ hạ, có cá tôm thịt rau có thể ăn. Nhưng không ngờ trong trạch viện này ngoại trừ đại bá, cũng chỉ có một nam nhân bị chứng mất hồn. Một bàn tiệc chỉ có dưa chuột, cũng đã được coi là cao lương mỹ vị. Bên này Tưởng Bộ Doanh và Mộ Dao Quang đi bộ đường núi, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tưởng Bộ Doanh rất cẩn thận, nhận thấy chân Mộ Dao Quang bị phồng rộp, liền định giúp cô băng bó. Nhưng cô lại rất phản đối, sống chết không cho anh chạm vào. Tưởng Bộ Doanh bất đắc dĩ, đành phải điểm huyệt của cô rồi băng bó. Anh không khỏi cảm thán, chân đàn ông đàn an gì mà như chân của nữ nhân. Mà thời tiết thật sự nóng bức, Tưởng Bộ Doanh nhìn thấy một suối nước, thế là cởi áo nhảy xuống tắm, còn rất vui vẻ mời Mộ Dao Quang tắm cùng. Cô liên tục lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm cơ bắp mê người kia. Để thoát khỏi sự quyến rũ này, cô đành phải nhặt tảng đá lên tự đập mình hôn mê. Lại không biết đi bao lâu, hai người giống như là đi vào mê cung, đi một vòng vẫn quay về chỗ cũ. Mộ Dao Quang chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm, nhịn không được than trời oán đất. Kết quả không cẩn thận ngã xuống, râu trên mặt cũng bị rơi ra. Tưởng Bộ Doanh trợn tròn mắt, cầm bộ râu giả vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trái tim Mộ Dao Quang thoáng cái vọt lên tới cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ thấy Tưởng Bộ Doanh cau mày, sau đó như là đột nhiên hiểu được cái gì, đuổi theo nói với cô mặt mũi trắng trẻo cũng tốt mà. Cho dù đệ không mọc được râu, cũng không có lông chân, thì ta cũng không ghét bỏ đệ đâu. Mộ Dao Quang vô cùng cạn lời, nhưng lại không thể nào giải thích, trong lòng không khỏi buồn bực. Rất nhanh màn đêm đã buông xuống, Tưởng Bộ Doanh đốt lửa, trải một tấm chiếu trên mặt đất. Anh tùy ý nằm xuống, bảo Mộ Dao Quang ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời đầy sao, còn có sao băng xẹt qua, đẹp không sao tả xiết. Anh kéo cô xuống, cùng nhau thưởng thức tinh hà rực rỡ trước mắt. Hôm sau đi ngang qua một miếu Nguyệt Lão, Mộ Dao Quang rất là kích động chạy vào. Cô quỳ gối trước mặt Nguyệt Lão, khẩn cầu vị hôn phu tương lai của mình dịu dàng ân cần, mạnh mẽ và yêu thương bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, trong đầu cô vô thức hiện ra khuôn mặt của Tưởng Bộ Doanh. Ban đêm Mộ Băng Hà lại tìm tới, muốn kể cho Hoắc Tinh Thần những gì mình đã trải qua gần đây. Nhưng đúng lúc này Tưởng Bộ Đinh đi vào, tình địch gặp nhau hết sức khó chịu, Tưởng Bộ Đinh dùng sức đẩy Mộ Băng Hà ra khỏi phòng. Hoắc Tinh Thần trách anh vô lễ với Mộ Băng Hà, nhưng anh ngược lại chỉ trích cô dây dưa không ngớt với Mộ Băng Hà. Hai người ngươi một lời ta một câu ầm ĩ không thôi. Cuối cùng vẫn là Hoắc Tinh Thần mở miệng xin lỗi trước, nói thẳng mình đối với Mộ Băng Hà chỉ là tình cảm huynh muội, gặp mặt nhau chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng lúc nhỏ, cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hơn nữa cô cũng đã nói rõ ràng với Mộ Băng Hà, mình đối với anh ấy không có tình cảm gì khác.
Tưởng Bộ Đinh rốt cục lộ ra nụ cười, ôm chặt lấy cô. Hôm sau, tiểu đội 4 người rốt cục hội hợp ở Tiêu Giao Cung, cáo biệt đại bá tiếp tục lên đường. Kết quả 4 người vừa đi, gió thổi khiến tấm màn trên tường rơi ra, lộ ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đại bá nhắc nhở tiểu đệ phải sửa nhanh để vàng không bị lộ ra ngoài, dù sao làm người cũng phải khiêm tốn. Trên đường 4 người dừng lại nghỉ ngơi, mở quà đại bá tặng ra. Kinh ngạc phát hiện trong hộp nhỏ bình thường này vậy mà chứa đầy lá vàng lấp lánh. 4 người vô cùng vui mừng, vội vàng cất đi. Tưởng Bộ Đinh cũng tặng quà cho Hoắc Tinh Thần, là một cái đai lưng có thể làm vũ khí. Như thường ngày hôm nay đã đến giờ Hoắc Tinh Thần uống thuốc khống chế nội lực. Nhưng lần này sau khi uống thuốc, cô đột nhiên mất trí biến thành một đứa trẻ 6 tuổi. Bôn ba hồi lâu, mọi người rốt cục đi tới Hoè Trấn. Như nơi này dường như không có sự sống, sương mù quỷ dị tràn ngập, khiến đêm tối càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, trong mắt mọi người xuất hiện một luồng ánh sáng. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, còn có một nồi mì đang nấu. Tưởng Bộ Đinh kết luận trấn này nhất định có cư dân, chỉ là bọn họ tạm thời trốn đi. Vì tìm được cấm địa, mấy người đành phải chia làm hai đường hành động, tìm kiếm cư dân Hoè Trấn còn sống. Sương mù dày đặc, mấy người rất nhanh liền bị tách ra. Hoắc Tinh Thần thoáng nhìn thấy một bóng đen liền tò mò đuổi theo. Mộ Băng Hà nghe được giọng nói của cô cũng vội vàng đuổi theo. Khi đến một đài cao, Mộ Băng Hà đột nhiên cảm thấy đau đầu không thôi, trước mắt thế giới trở nên điên đảo, không thể xác định được phương hướng. Anh liều mạng khắc chế chính mình, đợi khi thoáng tỉnh táo một chút liền vội vàng đi tìm Hoắc Tinh Thần. Thế nhưng không biết tại sao, hai người đồng thời ngã xuống đất hôn mê, mà không biết là vật gì đang kết nối huyết mạch của hai người. Bên này, Tưởng Bộ Đinh tìm kiếm Hoắc Tinh Thần khắp nơi, lại bị một bóng đen dẫn đi. Anh chạy như điên đuổi theo, lại phát hiện đối phương chính là Trần Cật. Tiểu Ngọc nói với anh, loại sương mù này đã xuất hiện ở Hoè Trấn từ 2 năm trước. Nó đến từ cấm địa, đối với dị nhân có lợi không có hại, có thể giúp dị nhân di chuyển tự do trong nhà, phục hồi nhiều chức năng của cơ thể. Nhưng nếu người bình thường ở trong đó lâu sẽ bị nhiễm độc. Cho nên dị nhân giống như Trần Cật mới phải giả thần giả quỷ, cố gắng để đuổi những người bình thường ra ngoài. Mặt khác, Hoắc Tinh Thần và Mộ Băng Hà bởi vì vô tình xông vào cấm địa, cho nên đều bị trúng độc, độc khí liên kết với nhau, còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Hai người cùng trúng một loại độc có ưu cũng có nhược, vì khí độc liên kết cho nên giấc mơ cũng liên kết với nhau. Nếu mạnh mẽ tách tay họ ra, sợ là sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong mộng cảnh không tỉnh lại được nữa. Hiện giờ chỉ có thể đợi người trong giấc mơ chinh phục được tâm ma bên trong mình, tìm lại chính mình trong giấc mơ thì mới có thể tỉnh dậy. Tưởng Bộ Đinh rất có lòng tin với Hoắc Tinh Thần, cảm thấy ý chí của cô rất mạnh mẽ, cô nhất định có thể gặp giữ hóa lành sớm ngày tỉnh lại. Trong mộng, Hoắc Tinh Thần và Mộ Băng Hà tay trong tay cùng nhau đi xem hoa đăng, bộ dáng vô cùng thân mật. Người đến người đi, Hoắc Tinh Thần đột nhiên nhìn thấy một vệt màu đỏ chói mắt. Cô đứng đó quan sát, cảm thấy như có thứ gì đó đang giằng xé trái tim mình. Nhưng màu đỏ kia đến rồi đi quá nhanh, khiến cô nhầm tưởng là mình hoa mắt. Trước ngày đại hôn, Hoắc Tinh Thần nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Hôm sau, nha hoàn mang áo cưới và trang sức đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng Hoắc Tinh Thần thân là tân nương, làm thế nào cũng không cười nổi. Cô cẩn thận vẽ lông mày của mình, nhưng đột nhiên trên trán lại xuất hiện một chấm đỏ. Cô muốn cẩn thận xem xét kỹ hơn, lại bị nha hoàn trùm khăn đỏ lên đầu. Hoa nở trăng tròn thời tiết đẹp, Mộ Băng Hà vén khăn trùm đầu của Hoắc Tinh Thần ra, cùng cô uống rượu hợp cần. Mùi rượu nhạt dường như đánh thức cô, trong đầu cô lần nữa hiện lên vệt màu đỏ kia, đó là màu đỏ không giống với hôm nay. Cô nhìn Mộ Băng Hà rồi uống rượu, nhắc nhở anh nhớ đưa mình hành tẩu giang hồ. Nhưng anh lại cho rằng cô đang nói linh tinh. Hoắc Tinh Thần đột nhiên cảm thấy đầu óc rối loạn, cả thế giới trời đất quay cuồng. Hôm sau cô đột nhiên bị tặc nhân bắt đi, uy hiếp Mộ Băng Hà giao ra thần võ lệnh. Anh không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Hoắc Tinh Thần nhanh tay đoạt lấy thần võ lệnh, chỉ trích Mộ Băng Hà thân là trưởng môn ngũ nhạc môn lại qua loa như thế. Cô không thể nhịn được nữa, quyết định tự mình động thủ giải quyết khốn cục trước mắt. Nhưng lúc này cô cũng không có võ công cao cường như trong tưởng tượng. Cô luôn cảm thấy kỳ lạ, cảm giác giống như có một người khác đang sống trong cơ thể mình. Ngày hôm đó, Hoắc Tinh Thần lại nhìn thấy vệt đỏ kia. Lần này cuối cùng cô cũng bắt kịp, lại phát hiện đó chính là bản thân mình. Nhưng đúng lúc này, Mộ Băng Hà đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cô ngất xỉu. Mà Hoắc Tinh Thần trong hiện thực tình hình càng ngày càng tồi tệ, không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Trước mắt Tưởng Bộ Đinh chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đột nhập vào giấc mộng hoàng lương này. Sau khi tiến vào trong mộng, anh trở thành người chăn ngựa của Mộ gia, cả ngày bị Mộ Băng Hà lạnh lùng hà khắc. Đêm đó, anh hao hết tâm tư chạy ra khỏi phòng củi, cố gắng đánh thức Hoắc Tinh Thần. Nhưng ngay lúc cô ấy chuẩn bị nhớ lại mọi chuyện, thì Mộ Băng Hà lặng lẽ xuất hiện, từ sau lưng đánh về phía anh. Đến khi Tưởng Bộ Đinh tỉnh lại, lại phát hiện mình đã trở về ngày đầu tiên đến. Lần này anh không hề lỗ mãng hành động, mà áp dụng sách lược phù hồi. Nhưng mỗi lần anh muốn nói chuyện với Hoắc Tinh Thần, Mộ Băng Hà sẽ đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội kéo cô ấy ra nói chuyện riêng, Tưởng Bộ Đinh trách móc cô là cái đồ bội bạc vô lương tâm, tán mình xong lại chạy làng. Còn nhắc lại những lời cô đã từng hứa hẹn với mình. Trong lòng Hoắc Tinh Thần dường như có một dòng điện chạy qua, sau đó nở nụ cười nhớ lại tất cả, xoay người lớn tiếng gọi tên anh. Tưởng Bộ Đinh vui mừng khôn xiết, kéo tay cô chạy ra khỏi Mộ gia. Hai người một đường chạy như điên tới bên hồ, nhưng vẫn bị Mộ Băng Hà đuổi kịp. Mộ Băng Hà vừa tức vừa giận,
nói thẳng chỉ cần mình giết chết hai người bọn họ, mộng cảnh này sẽ bước vào vòng luân hồi mới, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thấy anh ta chậm rãi tới gần, Tưởng Bộ Đinh nắm lấy vai Hoắc Tinh Thần, nói mình từ nhỏ đã rất sợ nước. Hoắc Tinh Thần nghe xong liền bối rối, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn. Tiếp theo hai người cùng nhau ngã xuống hồ, thế nhưng khi tỉnh lại lần nữa hai người vẫn ở trong mộng. Tưởng Bộ Đinh không khỏi suy đoán, chủ nhân của mộng cảnh này thật ra là Mộ Băng Hà. Cho nên chỉ có hắn đi ra ngoài thì mọi người mới có thể thoát ra. Đúng lúc này Mộ Băng Hà liền đi tới. Hoắc Tinh Thần vạch trần sự ngụy trang của anh ta, nói thẳng ngay từ đầu anh đã tỉnh táo. Tưởng Bộ Đinh cũng chỉ trích anh ta luôn miệng nói thích Hoắc Tinh Thần, nhưng lại nhẫn tâm nhốt cô ấy trong mộng cảnh. Nội tâm Mộ Băng Hà bắt đầu dao động, mộng cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng anh lập tức kiên định nhìn hai người, nói rằng dù chỉ là một giấc mộng mình cũng cam tâm tình nguyện. Mộ Băng Hà dường như phát điên, trong mắt hắn tràn đầy sát khí, muốn hoàn toàn giết chết Tưởng Bộ Đinh. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Tinh Thần chắn trước mặt Tưởng Bộ Đinh ngăn cản Mộ Băng Hà. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, sấm sét vang dội khiến người ta tâm hoảng ý loạn. Mộ Băng Hà không khỏi cười khổ, cũng chỉ có ở trong mộng cảnh này hắn mới có thể tạm thời có được Hoắc Tinh Thần. Nhưng hiện tại ngay cả một giấc mộng hắn cũng không đủ tư cách. Sau đó hắn dường như đã suy nghĩ xong, cầm đao tự kết liễu trước mặt hai người. Trong thế giới hiện thực, Tưởng Bộ Đinh và Hoắc Tinh Thần cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng bọn họ lại phát hiện một vấn đề khó khăn khác, những dị nhân kia và người nhà của bọn họ dường như rất không muốn nhắc đến Tống Thần Y. Hai người không thể hiểu được, đành phải đi tìm Trần Cật và Tiểu Ngọc tìm hiểu tình hình. Hóa ra một tháng trước, một đám dị nhân đi tới y quán của Tống Thần Y, trong lòng chờ mong được điều trị. Nhưng khi vào y quán, Trần Cật lại phát hiện dị nhân đưa tới đều bị Tống Thần Y lấy ra để thử độc, từng người lần lượt chết đi. Vì thế nhân lúc đêm tối, Trần Cật liền cùng mấy dị nhân vẫn còn có ý thức khác cùng nhau chạy ra khỏi y quán. Nghe vậy Tưởng Bộ Đinh cảm thấy không thể tin nổi. Trong ấn tượng của anh, sư phụ vẫn là một vị thần y tế thế. Anh một mình chạy vào trong rừng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, anh dường như đột nhiên hiểu được, sư phụ làm như vậy có lẽ đều là vì mình. Biết được sư phụ lúc này rất có thể đang ở Trích Tinh Môn, Tưởng Bộ Đinh liền định đi thăm dò thực hư. Quả nhiên Tống Thần Y quả thật đang ở Trích Tinh Môn. Ông nhìn thấy anh thì rất vui, nói rằng mình đã nghiên cứu ra mấy thứ hay ho trên người dị nhân. Tưởng Bộ Đinh không ngờ sư phụ lại thật sự làm vậy, nhắc nhở ông cho dù họ là dị nhân nhưng cũng là mạng người, cầu xin ông đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Tống Thần Y cũng không đáp lời, ngược lại giúp anh bắt mạch, nói tình hình của anh đã có chuyển biến tốt đẹp, sau đó kéo anh vào trong phòng điều dưỡng. Tưởng Bộ Đinh không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục khuyên sư phụ từ bỏ, không nên càng lún càng sâu. Nhưng dần dần anh cảm thấy cơ bắp bùn rùn, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tống Thần Y cầm một lọ nước thuốc chậm rãi tới gần. Đúng lúc này Hoắc Tinh Thần kịp thời xuất hiện ngăn cản. Thế nhưng dần dần cô cũng cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mơ hồ. Đồng thời thấy Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh ra ngoài hồi lâu vẫn chưa trở về, Mộ Băng Hà có chút lo lắng, liền tự mình đến Trích Tinh Môn tìm hiểu. Nhưng nữ môn chủ lại nói dối chưa từng thấy Hoắc Tinh Thần. Mộ Băng Hà nghe vậy cũng không tiện nói gì, đành phải đề xuất muốn tham quan chung quanh Trích Tinh Các. Nữ môn chủ đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, liền để cho người dẫn anh đến rừng trúc nổi danh nhất dạo chơi. Sau đó cô ta lại hạ lệnh cho môn đồ, chỉ cần nhìn thấy Tưởng Bộ Đinh và Hoắc Tinh Thần giết không luận tội. Lúc này, Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh đã chạy trốn tới rừng trúc, nhưng vẫn bởi vì thể lực chống đỡ không nổi, thần trí không rõ, bị môn đồ Trích Tinh Môn đuổi kịp. Đúng lúc này, một ông lão áo trắng được gọi là Lục trưởng lão đi tới, đưa hai người về phòng trần trị. Tưởng Bộ Đinh nhận ra, y thư của ông ấy giống của sư phụ của mình. Lục trưởng lão cũng nhận ra anh đang nghi hoặc, nói thẳng mình và Tống Thần Y đều học cùng một sư phụ. Mặc dù Lục trưởng lão quanh năm ẩn cư trong núi, nhưng lại biết rõ Tống Thần Y vẫn luôn lấy người sống làm thí nghiệm. Tưởng Bộ Đinh nói thẳng mình cũng không ủng hộ cách làm này của sư phụ. Nghe vậy Lục trưởng lão nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói thứ mà Tống Thần Y cho anh uống căn bản không phải thuốc kéo dài tính mạng gì mà là độc dược. Tưởng Bộ Đinh trong lòng cảm xúc phức tạp, chỉ có thể nhờ Lục trưởng lão thay mình giữ bí mật này. Nhưng sáng hôm sau, tin đồn về Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ nói Hoắc Tinh Thần bỏ lại vị hôn phu của mình, cùng một nam nhân không phải chồng mình chạy tới chạy lui, quả thực chính là đồi phong bại tục. Tưởng Bộ Danh và Mộ Giao Quang đi theo người tung tin, phát hiện hắn là người của Trích Tinh Môn. Mặc dù tìm được ngọn nguồn của lời đồn, nhưng một truyền 10 10 truyền trăm, lời đồn một khi xuất hiện sẽ gây ra sự hỗn loạn khắp thành. Mọi người không chỉ bàn tán về Hoắc Tinh Thần, còn chỉ trỏ những nữ hiệp xuất đầu lộ diện hành hiệp trượng nghĩa giống như cô. Dường như mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, khiến Hoắc Tinh Thần không khỏi có chút phiền muộn. Vì xoay chuyển cục diện trước mắt, Mộ Giao Quang quyết định vận dụng sở trường đặc biệt của mình, tức trắng đêm viết một quyển O Đại Hiệp truyền kỳ. Quả nhiên sau khi mọi người nhìn thấy câu chuyện của O Đại Hiệp, liền bỗng nhiên quên đi lời đồn của Hoắc Tinh Thần, ngược lại tin vào câu chuyện mới mà công khai lên án Trích Tinh Môn. Trong lúc nhất thời nhất hô bách ứng, rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập lại, thề phải thanh lý Trích Tinh Môn. Đám người Hoắc Tinh Thần cũng chạy tới góp vui. Đối mặt với chất vấn của Hoắc Tinh Thần, nữ môn chủ cũng không chút e dè. Nói thẳng mình chính là muốn xem cô có được một thân võ công miễn phí, rồi còn làm loạn cả võ lâm như vậy rốt cuộc là người như thế nào. Vừa dứt lời, hai người liền lao vào tranh đấu. Nữ môn chủ vốn là đố kỵ với Hoắc Tinh Thần, hiện tại lại bị cô đánh bại, trong lòng đương nhiên không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có thể mắng chửi.
Hoắc Tinh Thần cũng không để ý tới đối phương vừa mắng mỏ mình, ngồi xuống ôm lấy cô ta, cũng nói mình cảm thấy cô rất lợi hại, một mình nắm trong tay toàn bộ Trích Tinh Môn. Nhiều năm như vậy, nữ môn chủ chưa bao giờ nghe qua những lời này. Cô bỗng nhiên có chút cảm động, cảm thấy rốt cục có người hiểu được nỗi khổ của mình. Nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê ào ào tuôn ra, dường như đang nói lên những cảm xúc và gian khổ của mình. Nữ môn chủ nói với Hoắc Tinh Thần mình vẫn luôn giấu giếm thân phận nữ tử, chính là vì có thể hành tẩu giang hồ. Mà bí mật này của cô lại bị một người xa lạ phát hiện, đối phương dùng việc này uy hiếp cô tung tin đồn về Hoắc Tinh Thần. Bên này, Tưởng Bộ Đinh đến tìm sư phụ, khuyên ông ta kịp thời dừng tay lại. Nhưng Tống Thần Y vẫn không biết hối cải, thậm chí còn dùng dao nhân cơ hội đâm trúng anh. Lúc này Hoắc Tinh Thần đúng lúc chạy tới đẩy ông ta ra. Sau sự việc này, Tưởng Bộ Đinh cả ngày dầu dĩ không vui, luôn cảm thấy trong lòng bị một tảng đá lớn chặn lại. Hoắc Tinh Thần ở bên cạnh dỗ dành an ủi, mới khiến anh một lần nữa lộ ra nụ cười. Mà Tưởng Bộ Doanh bên này phát hiện O Đại Hiệp Truyền Kỳ chính là do Mộ Giao Quang viết thì cảm thấy rất là khiếp sợ, sau đó lại trở nên tức giận và khó hiểu. Anh chạy tới chất vấn cô rốt cuộc là ai, vì sao lại ghi chép nhất cử nhất động hàng ngày của ca ca mình và Hoắc Tinh Thần, nhưng giọng điệu lại khiến cô cảm thấy mình không được tin tưởng. Tưởng Bộ Doanh nhận ra mình đã nặng lời, liền thay đổi ngữ khí, chỉ vào ngực mình nói mình chỉ tin tưởng suy nghĩ trong lòng, cho nên nếu cô nói cô không có mục đích xấu mình sẽ tin. Nhưng Mộ Giao Quang lại cho rằng nếu anh đã hỏi như vậy thì mình có nói gì cũng vô ích. Chuyện đã đến nước này, cô cũng cảm thấy không cần phải ở lại nữa, liền tính toán lặng lẽ rời đi. Nhưng Hoắc Tinh Thần lại gọi cô lại, bảo cô vẫn nên tạm biệt Tưởng Bộ Doanh. Đêm đó, Mộ Giao Quang hẹn Tưởng Bộ Doanh đến bên hồ, thay sang nữ trang định xin lỗi đối phương. Ai ngờ anh lại càng thêm tức giận, trách cứ cô vẫn luôn lừa gạt mình. Hai người một lời không hợp lại tranh chấp, cuối cùng ầm ĩ tan rã trong không vui. Bên này Mộ Băng Hà tìm Tưởng Bộ Đinh, nói thẳng mình không thích anh. Tưởng Bộ Đinh cũng không cam lòng yếu thế phản bác, nói hắn không thích mình chỉ là bởi vì ghen tị trong mắt trong lòng Hoắc Tinh Thần chỉ có mình. Ai ngờ Mộ Băng Hà lại nói chúng tim đen, chỉ ra Tưởng Bộ Đinh chẳng qua chỉ là một tên ăn bám vợ chẳng còn sống được bao lâu. Tưởng Bộ Đinh thẹn quá hóa giận, nhưng nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Buổi tối, anh lăn qua lộn lại không ngủ được, bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có thể mang đến hạnh phúc cho Hoắc Tinh Thần hay không. Anh cứ như vậy suy tư cả đêm, bất chi bất giác trời đã sáng. Nghe được giọng nói của Hoắc Tinh Thần, Tưởng Bộ Đinh hưng phấn mở cửa, lại phát hiện cô đang thì thầm điều gì đó với Mộ Băng Hà. Một loại cảm giác mất mát bao trùm, anh chỉ đành lui mình về trong phòng. Hôm sau, Mộ Băng Hà giả làm hiệp khách đến tìm Tưởng Bộ Đinh. Nhìn thấy bộ dáng của anh như vậy, Tưởng Bộ Đinh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cười nhạo anh dám giả làm X đại hiệp. Nghe vậy Hoắc Tinh Thần có chút tức giận, cảm thấy Tưởng Bộ Đinh đang nhắm vào Mộ Băng Hà. Tưởng Bộ Đinh bất đắc dĩ, đành phải nói thật mình mới thật sự là X đại hiệp. Nhưng trước mắt Hoắc Tinh Thần làm sao cũng không chịu tin. Tưởng Bộ Đinh vì vậy cảm thấy khó chịu, nhịn không được cãi nhau với Mộ Băng Hà. Hoắc Tinh Thần nghe mà đau đầu, lập tức ngắt lời hai người họ. Cô nhìn Tưởng Bộ Đinh, nói cho anh biết nếu thật sự phải lựa chọn giữa X đại hiệp và anh, mình sẽ không chút do dự lựa chọn anh. Tưởng Bộ Đinh vô cùng vui vẻ, kéo tay cô rời đi. Hôm sau trên giang hồ đột nhiên lan truyền tin tức Mộ tiểu thư và Tây vực thánh tử sắp liên hôn. Mộ Băng Hà vì vậy vội vàng trở về Mộ gia, thỉnh cầu cha thả tự do cho muội muội. Nhưng Mộ gia chủ không chỉ không đáp ứng thỉnh cầu của anh, còn chỉ trích anh mất mặt ở Ngũ Nhạc môn. Có lẽ vì tức giận, hoặc có lẽ vì bệnh cũ tái phát, Mộ gia chủ xoay người đi ho ra một ngụm máu. Bên này, Hoắc Tinh Thần và Tưởng Bộ Đinh muốn khuyên Tưởng Bộ Doanh cùng đi cứu Mộ Giao Quang ra, nhưng anh ta lại muốn tôn trọng lựa chọn của Mộ Giao Quang. Hai người bất đắc dĩ đành phải xuất phát trước. Ngày hôm đó bọn họ hao hết tâm tư, rốt cục cứu được Mộ Giao Quang ra ngoài. Vốn nghĩ Tưởng Bộ Doanh sẽ không đến, nhưng Mộ Giao Quang vừa mở cửa lớn, lại nhìn thấy anh ở bên ngoài. Cô vui mừng khôn xiết cùng anh chạy tới bờ sông, hỏi anh rốt cuộc có thích mình hay không. Tưởng Bộ Doanh ấp úng một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra một chữ thích. Sau đó mấy người gặp lại Mộ Băng Hà. Tưởng Bộ Đinh lên tiếng trách cứ hắn vô tâm không chịu cứu muội muội ruột của mình. Nhưng Mộ Giao Quang lại hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều dạy bọn họ phải nghe lời, ca ca cũng chỉ là đang nghe lời mà thôi. Tuy nhiên cô thật sự hy vọng ca ca có thể sống vì chính mình một lần. Tại Ngũ Nhạc môn, môn đồ như thường lệ rửa mặt chải đầu cho Hoắc Thanh Lưu đang hôn mê bất tỉnh, trong lúc vô tình phát hiện ngọc tuệ trong tay ông. Anh nhận ra đây là ngọc tuệ của Mộ gia chủ, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Mộ gia thật sự có dị tâm, vậy Hoắc Tinh Thần chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, Hoắc Tinh Thần đã bị Mộ Băng Hà lừa lên xe ngựa, cho cô uống nước đã bỏ thuốc. Cô cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng đánh thức lương tâm của Mộ Băng Hà, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong giấc mộng của mình, cố chấp muốn thành thân với cô. Chờ đến khi Hoắc Tinh Thần tỉnh lại, phát hiện tay mình đã bị trói lại. Cô hỏi Mộ Băng Hà cha mình rốt cuộc bị làm sao. Hắn trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nói ông ấy đã trúng độc nhiều ngày, nguyện vọng lớn nhất chính là tận mắt nhìn bọn họ thành thân. Nhưng Hoắc Tinh Thần biết cha sẽ không nói ra lời như vậy, bởi vì ông sẽ không ép mình làm chuyện mình không muốn làm. Nói cách khác, gả cho hắn chính là chuyện mà cô không muốn làm. Nghe vậy Mộ Băng Hà cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bên này Tưởng Bộ Đinh ra đường mua hạt dẻ cho Hoắc Tinh Thần, lại nghe được người trên đường đều đang bàn tán, nói là Mộ Băng Hà muốn thành thân với Hoắc Tinh Thần. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy đây là lời đồn. Kết quả đến khi anh trở lại,
mới phát hiện không thấy Hoắc Tinh Thần đâu, chỉ có một phong thư trên bàn, nói cho anh biết những lời đồn kia đều là thật. Tưởng Bộ Đinh có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó anh thay sang bộ đồ của X Đại Hiệp, quyết tâm muốn đưa Hoắc Tinh Thần trở lại. Rất nhanh liền cứu được cô ấy từ trong tay Mộ Băng Hà. Nhưng Mộ Băng Hà không chịu từ bỏ, muốn cùng Tưởng Bộ Đinh quyết một trận thắng bại. Dưới đao quang kiếm ảnh ai cũng không chịu nhường ra nửa bước, đều thề muốn chứng minh mình mới là X Đại Hiệp. Mà ngay cả Hoắc Tinh Thần cũng nghi hoặc, không biết ai mới là X Đại Hiệp đã làm thay đổi cuộc đời mình. Cô cẩn thận nhớ lại chuyện hồi nhỏ, đêm đó cô vốn là hẹn gặp Mộ Băng Hà, nhưng lại bởi vì tham ăn kẹo hồ lô bị người ta bắt đi. Lúc này, một thiếu niên che mặt tay trái cầm kiếm, cứu cô từ trong tay bọn bắt cóc. Vì báo đáp vị X Đại Hiệp này, cô đã đem ngư bội của mình đưa cho hắn. Mà dường như ở đâu đó trong góc tối của con hẻm, có một đôi mắt bàng hoàng luống cuống đang quan sát mọi thứ. Tưởng Bộ Đinh vạch trần lúc ấy chính là Mộ Băng Hà đã ở bên cạnh nhìn thấy tất cả. Mộ Băng Hà cực lực phủ nhận, thế nhưng cách cầm kiếm đã bán đứng hắn. Bởi vì X Đại Hiệp chỉ rút đao bằng tay trái, mà vừa nãy trong lúc giao đấu, hắn đã vô thức đổi sang tay phải. Hóa ra, tất cả đều là ảo tưởng của Mộ Băng Hà. Lúc ấy hắn vốn là muốn xông lên cứu Hoắc Tinh Thần, nhưng rồi lại chần chờ sợ hãi, lui về phía sau. Nghe thấy Hoắc Tinh Thần không ngừng gọi Mộ ca ca, trong lòng hắn càng lúc càng sợ hãi bất an và áy náy. Mộ gia chủ sau khi biết được chuyện này, hung hăng của trách hắn là một phế vật, còn đem hắn nhốt vào phòng củi âm u ẩm ướt. Có lẽ chính là vào lúc đó, hắn bắt đầu tự lừa mình dối người, tự cho rằng mình chính là X Đại Hiệp đã cứu Hoắc Tinh Thần. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, hắn dĩ nhiên bị nhốt ở trong lời nói dối của chính mình. Sau khi hai người Hoắc Tinh Thần trở lại nhà trọ, sư huynh đã sớm chờ ở đây. Anh nói cho họ biết Hoắc Thanh Lưu quả thật trúng độc không nhẹ, nếu muốn trị liệu cần phải có Huyền Băng Thảo. Hơn nữa Mộ gia dường như đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Hoắc Tinh Thần không thể tin được, càng không biết nên đối mặt với Mộ Giao Quang như thế nào. Ngay khi cô đang rầu rĩ thì Mộ Giao Quang tìm tới. Cô ấy thay Mộ Băng Hà xin lỗi Hoắc Tinh Thần, hy vọng cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ca ca mình. Còn nói thật ra Mộ Băng Hà vẫn luôn nhốt mình trong đoạn ký ức đó, anh ấy liều mạng để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ Hoắc Tinh Thần thật tốt. Hôm sau mấy người rốt cục chạy tới Thiên Khuyết Môn, biết được Huyền Băng Thảo quả thật có thể trị bệnh cũ của Tưởng Bộ Đinh. Nghe vậy Tưởng Bộ Đinh rất vui, không phải bởi vì mình rốt cục được cứu, mà cũng bởi vì sư phụ không có lừa gạt mình. Thiên Khuyết Môn là nhà bà ngoại của Hoắc Tinh Thần, muốn lấy được Huyền Băng Thảo đương nhiên là dễ dàng. Chỉ là bà ngoại cũng nói thẳng, Huyền Băng Thảo này sinh trưởng ở đỉnh núi tuyết cao tới vạn trượng, vách đá dựng đứng. Hơn nữa trong núi sâu gió lốc tàn phá, vách núi cao chót vót, không phải chỗ người tập võ bình thường có thể tới được. Tưởng Bộ Đinh biết Hoắc Tinh Thần đang suy nghĩ gì, liền khuyên cô không nên mạo hiểm. Cô tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn lấy đi Thiên Chi Quyền, ban đêm lén lút luyện một mình, nhưng vẫn bị Tưởng Bộ Đinh phát hiện. Cô đành phải khuyên giải an ủi, nói anh và cha đều là người quan trọng nhất với mình trên thế gian này, cho nên cô không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Chẳng phải anh từng nói lấy trứng chọi đá, thì thứ dũng cảm chính là quả trứng kia hay sao? Mà Tưởng Bộ Đinh cũng biết, một khi Hoắc Tinh Thần đã hạ quyết tâm thì nhất định phải hoàn thành. Vì thế anh ôm chặt lấy cô, nhắc nhở bất luận xảy ra chuyện gì, cô sống thì anh mới sống. Rất nhanh, Mộ gia đã tấn công Thiên Khuyết Môn. Thiên Khuyết Môn trên dưới sẵn sàng đón địch, thề phải bảo vệ tốt Hoắc Tinh Thần. Mà huynh đệ dẫn Phong Miên cùng đám người Trần Cật cũng chạy tới Thiên Khuyết Môn, trợ lực cho đám người Tưởng Bộ Đinh. Bên ngoài đao quang kiếm ảnh chém rét không ngừng, Hoắc Tinh Thần ở trong phòng khẩn cấp tu luyện, đã đến thời khắc quyết định. Tưởng Bộ Đinh quay đầu nhìn cô, sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra khỏi phòng. Nhưng anh lại phát hiện, không ngờ sư phụ lại đứng ở bên cạnh Mộ gia chủ. Vì thế, thầy cho hai người liền đao kiếm hướng về phía nhau, không hề có tình thâm ngày xưa nữa. Tuy nhiên lúc này thân thể Tưởng Bộ Đinh đã không bằng lúc trước, rất nhanh đã bại trận. Cũng chính vào lúc này, anh mới biết được một sự thật đủ khiến anh suy sụp. Hóa ra, năm đó Tống Thần Y vì trợ giúp Mộ gia chủ mở rộng kinh mạch, tái tạo gân cốt, nên mới tìm đến Tưởng Bộ Đinh có căn cốt giống Mộ gia chủ như đúc. Những năm gần đây, Tống Thần Y đem toàn bộ thuốc mà mình nghiên cứu được cho anh uống, vốn là mong có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng ai ngờ thân thể của anh lại xuất hiện dấu hiệu thất bại, trở thành vật thất bại hoàn toàn. Mà Tống Thần Y sở dĩ sùng ái Tưởng Bộ Đinh như vậy, cũng chỉ vì anh là vật thí nghiệm hắn hài lòng nhất. Nhưng hôm nay hắn đã gặp được vật thí nghiệm tốt hơn anh, chính là Hoắc Tinh Thần, đương nhiên là không cần ra vẻ thầy trò tình thâm nữa. Tưởng Bộ Đinh vô cùng đau lòng, thề sẽ bảo vệ tốt cho Hoắc Tinh Thần. Lúc này anh không hề nhượng bộ, hạ quyết tâm đâm về phía Tống Thần Y. Thấy vậy Mộ gia chủ vội vàng thổi sáo, hoàn toàn khống chế Mộ Băng Hà. Hóa ra, Mộ Băng Hà đã được cho ăn một loại thuốc có thể tăng công lực trong thời gian ngắn, nhưng ngược lại cũng khiến anh mất đi thần trí, biến thành con rối thỏa mãn ham muốn ích kỷ của cha mình. Tưởng Bộ Đinh không địch lại Mộ Băng Hà, nhưng vì bảo vệ Hoắc Tinh Thần, anh liên tục đứng lên gắt gao chắn ở trước cửa phòng. Mộ Băng Hà từng bước ép sát, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, càng ra tay lại càng tàn nhẫn. Thời khắc nguy cấp, Hoắc Tinh Thần kịp thời tỉnh lại cứu được Tưởng Bộ Đinh. Biết được Mộ gia chủ lòng dạ dã tâm lang sói, vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà không tiếc thương tổn con trai ruột của mình, cô chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình đánh nhau, Hoắc Tinh Thần cố gắng đánh thức Mộ Băng Hà, nhắc lại lời hứa thời thơ ấu. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả,
Nhưng mỗi khi Mộ Băng Hà khôi phục một ít thần trí, Mộ gia chủ luôn ở một bên thổi sáo, Mộ Băng Hà đột nhiên phát cuồng, lao về phía Hoắc Tinh Thần muốn tóm lấy cổ của cô. Nhưng ngay khi sắp chạm tới, anh đột nhiên tỉnh táo lại. Mộ gia chủ thấy thế, vội vàng bước tới tấn công Hoắc Tinh Thần. Mộ Băng Hà kịp thời phát hiện, dùng thân thể chắn ở trước mặt cô ấy. Lần này thay vì lùi bước, anh không chút do dự lựa chọn bảo vệ cô. Giờ khắc này dường như có một tia sáng chiếu sáng trái tim âm u của anh, nhưng ánh sáng này quá mức chói mắt, khiến anh nhất thời không chịu nổi, ngã vào trong lòng Hoắc Tinh Thần. Sau đó Hoắc Tinh Thần đi tới trên núi Côn Luân, nơi này quả nhiên như bà ngoại nói, giá lạnh đến cực điểm, vách núi cao chót vót, nếu không để ý chắc chắn sẽ ngã tan xương nát thịt. Không biết qua bao lâu, Hoắc Tinh Thần thật sự lấy được Huyền Băng Thảo trở về. Nhưng bà ngoại nhìn Huyền Băng Thảo, trên mặt lại xuất hiện khác thường. Huyền Băng Thảo âm dương tương sinh, phải có hai cây cỏ một âm một dương mới có hiệu quả. Nhưng vách núi mọc Huyền Băng Thảo lại đúng lúc này sụp đổ. Hiện tại chỉ có một cây Huyền Băng Thảo, chỉ có thể cứu được một người. Là cứu Tưởng Bộ Đinh hay là cứu cha, cần Hoắc Tinh Thần đưa ra lựa chọn. Cô nhìn gốc Huyền Băng Thảo kia rơi vào trầm tư, kết quả không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm sau, nhân lúc Hoắc Tinh Thần không chú ý, Tưởng Bộ Đinh lặng lẽ lấy đi Huyền Băng Thảo. Anh ngồi bên cạnh Hoắc Thanh Lưu, hối hận lúc trước ở Ngũ Nhạc Môn không ngỏ lời cầu hôn. Không biết qua bao lâu, Hoắc Thanh Lưu rốt cục tỉnh lại. Biết được Hoắc Tinh Thần đến núi Côn Luân lấy Huyền Băng Thảo cho mình, ông đột nhiên hoảng loạn. Thì ra Mộ gia chủ làm tất cả những thứ này đều là nhằm vào Hoắc Tinh Thần. Trên đời này, nội lực của mỗi người đều không tương thích, càng không thể hấp thụ nội lực của người khác. Cho dù là cướp lấy nội lực của người khác để tạm thời mạnh lên, cũng sẽ bởi vì nội lực hỗn loạn mà kinh mạch bị chèn ép, trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, Tống Thần Y gọi Hoắc Tinh Thần tới, dường như cũng biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ta nói thẳng Huyền Băng Thảo căn bản không cứu được Tưởng Bộ Đinh, chỉ có mình mới có thể cứu được anh ấy. Tống Thần Y từng bước tới gần Hoắc Tinh Thần, nói cho cô biết kế hoạch thực sự của mình. Thật ra ngày đó từ Ẩn Linh Cốc đi ra, ông ta đã nhận ra cô có thể chất đặc biệt, vì thế liền bắt đầu lên kế hoạch cho mọi việc. Ngay cả Mộ gia chủ cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của ông ta. Hơn nữa Tống Thần Y còn tiết lộ, Tưởng Bộ Đinh vốn luôn rất khỏe mạnh, không chỉ không có bệnh tật gì, mà căn cốt cũng không hề khiếm khuyết. Sở dĩ cơ thể anh ấy yếu đuối như vậy đều là do uống thuốc độc mà ông ta đưa. Hoắc Tinh Thần giận không kìm được, một chưởng đánh trúng Tống Thần Y. Ông ta vốn tưởng mình có thể hút hết toàn bộ công lực của cô, nhưng cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện công lực của mình ngược lại bị cô hút đi. Lúc này Hoắc Tinh Thần mới nói thẳng, từ đầu đến cuối ông ta đều tính sai rồi. Căn cốt của mình cũng không khác gì với người thường, cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Tất cả mưu đồ bao năm vào giờ khắc này hóa thành hư không, Tống Thần Y tuyệt vọng đến cực điểm, cảm thấy mình thật sự là nực cười. Trong mắt Tưởng Bộ Đinh, mỗi người đều muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng anh làm sao cũng không ngờ, sư phụ của mình dĩ nhiên cũng sẽ như thế. Năm 15 tuổi anh liều mạng luyện kiếm, chính là vì trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng khi đó có một ông lão nói với anh, kẻ mạnh đích thực không phải chỉ võ công cao cường, mà cũng phải có ý chí mạnh mẽ. Chỉ cần lòng mang nhân nghĩa, thì trứng cũng có thể chọi đá, kẻ yếu cũng có thể biến thành kẻ mạnh. Giờ khắc này Tống Thần Y bỗng nhiên hiểu ra. Bao nhiêu năm qua, ông đã thử nghiệm hàng ngàn hàng vạn thứ thuốc lên người Tưởng Bộ Đinh, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nhưng giờ ông nhận ra mình cũng đã tạo ra được một viên thuốc quý, nó là thứ thuốc quý duy nhất chống lại được những tham lam, dục vọng trên thế gian, chữa lành được những lòng dạ độc ác trong võ lâm này. Ông đã đặt tên cho nó là Bộ Đinh. Nghe vậy Tưởng Bộ Đinh ngồi xuống, đưa tay đến trước mặt sư phụ, bắt mạch cho ông như thường ngày. Tống Thần Y cũng nắm chặt tay anh, sau đó dần dần ngã xuống trong lòng anh. Tưởng Bộ Đinh phát hiện trong tay ông có một mẩu giấy nhỏ, trên đó chính là phương thuốc kéo dài tính mạng. Nhờ vào phương thuốc này, bà ngoại của Hoắc Tinh Thần đã giúp bốc thuốc, giúp cho độc tố trong người Tưởng Bộ Đinh đã được thanh lọc hết. Hiện giờ chỉ cần tĩnh dưỡng từ từ là ổn. Sau đó, quỷ kế của Tống Thần Y và Mộ gia chủ đều bị công khai cho mọi người biết, đồng thời Ngũ Nhạc Môn cũng truyền ra tin tức, mời các hiệp khách giang hồ chúng độc đến Ngũ Nhạc Môn lấy thuốc giải. Thế nhưng các hiệp khách rút kinh nghiệm tự vụ Tống Thần Y và Mộ gia chủ, không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí còn cho rằng Hoắc Tinh Thần cũng là loại tặc tử muốn dùng thuốc khống chế nhân sĩ giang hồ, vì vậy nhao nhao muốn lên núi thảo phạt, đòi lại công bằng. Hoắc Tinh Thần thể hiện sự chân thành, một phen nói chuyện khiến bọn họ vô cùng cảm động, lập tức thay đổi thái độ. Mà Hoắc Tinh Thần cũng trở thành tân trưởng môn của Ngũ Nhạc Môn, lấy thần võ lệnh thủ hộ giang hồ bình yên. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.